Vô đi, vô đi. Vô. Vô chị Bảy. Ăn đi. Ăn đi. Vô ăn tới đi. Vô đi anh chết. Dạ. Dạ. Cái này có rồi con, đem ra kia. Dạ. Thì mang ra ngoài, mang ra bà ngoài. Đem ra ngoài đi. Dạ, đồ ăn đây nè. Dạ. Vô, vô mời. Rồi, ăn tự nhiên nha mọi người. Để xuống, để xuống, để xuống. Ơi, nữa kìa. Dạ, mời mấy bác ăn tự nhiên nha mấy bác. Dạ. Rồi, có mời mọi người ăn tự nhiên nha. Rồi, rồi. Dạ. Ừ, rồi, đây, đây, đây. Mấy anh uống đi. Dạ mấy cô mấy chú ăn tự nhiên thiếu gì nữa con nghe. Rồi. Tự nhiên đi, tự nhiên đi. Hấp bệnh. Đó. Ra đây chú nói nè. Mày uống với chú một ly coi, ngày vui mà. Dạ con xin lỗi, tại con không biết uống. Đó, anh thấy không? Mấy anh thường nói á là rễ của tôi á là nó ba không. Không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú. Đó, bây giờ chứng tỏ là rõ ràng là không có đó. Thôi thì con không uống được thì con nhấp môi đi. Nhưng mà vậy, bữa nay á, mấy chú mấy bác có ở đây, con uống chút xíu cũng được, không sao. Dạ, nhưng mà... Thôi, chú nói thì mẹ uống miếng đi cho chú bị vui. Dạ, vậy con nghe lời bác hai. Được không? Thì ráng uống. Chứ biết sao mày nhấp môi thôi nghe. Chúng đi mẹ nhấp môi thôi. Vô nè. Nào giờ nó uống hết đó. Trời uống rượu đấy hen. Dạ con mời mấy chú. Dạ con nhấp môi vậy thôi nha. Nhiều đó chưa đủ đâu. Vào ba là phải ra bảy. Trời ơi. Vậy là uống nhiêu ly? 10 ly á. Hả? Nổi không? Sao đây bác hai? Uống đi con. Không sao. Thôi mày uống đi, ngày vui mà. Dạ. Bữa nay vui à, cho uống. Rồi uống đủ đồ mày nghĩ à. Mày thấy đủ đồ mày nghĩ à. Thằng này giỏi ta. Được, thằng này giỏi. Mày giỏi à. Mày uống ít thôi. Thôi thôi đừng uống nữa. À, mời mấy anh. Vô. Dạ. Vô anh ơi. Tiếng rồi. Vô đây, vô đi. Vô. Thôi. Vô. Vô. Mày uống không? Vô, vô, vô. Con không uống đâu. Nó uống được. Dạ quá. Giờ này mà kiếm được chàng rể như vậy á, coi bộ hiếm lắm rồi nha. Chứ còn gì nữa. Thôi uống đi, uống đi. Anh em mình uống đi. Uống ly nữa đi con. Hôm nay dỗ chị hai, không lẽ mày không để tụi tao sao? Dạ, dạ con uống. Nó ơi, dạ. Nó uống được nhiều nó uống. Cũng không nên ép nó làm chi. Được không? Dạ, không thưa bác hai. Hôm nay ngày vui mà. Để con uống cho bác hai nếu mà để mặt. Dạ. Một ly nữa. Được à? Được á. Đây, một ly nữa. Con rót cho. Đây thằng kia. Cho ổn không mày? Không sao, không sao. Thôi kệ nó đi. Được uống rượu phải ba ly nó mới vui. Ngoài kia mấy chị nâng ly đi. Chị ba. Vô đi. Vô nè. Nổi không, nổi không? Không sao đâu. Không sao. Vì ba em làm tất cả. Không nổi muốn giùm cho. Để anh đi. Hay. Trời, coi chừng cái xỉn rồi kìa. Có sao không? Cẩn thận đó. Chịu nổi không vậy? Ê, thôi. Ê, cái này là rượu chứ không phải nước ngọt hay trà đá nha mày. Dạ. Yeah. Thì chuyện là vậy đó. Bây giờ hả, gia đình bác hai ai cũng biết chuyện của tụi mình rồi. Sao à? Rồi bác hai có nặng nhẹ hay la mắng gì sao không? Nặng nhẹ hay la mắng thì không có. Mà bây giờ Sáu thấy á, bác hai có vẻ như lạnh lùng, thất vọng về Sáu lắm. Rồi sắp tới Sáu tính sao? Chắc là Sáu không ở đây lâu được nữa đâu. Tại hôm nay là dỗ má Lê nè, cho nên Sáu mới tranh thủ ra đây gặp Đô La đó. Thời gian chúng ta ở bên nhau bây giờ không còn nhiều nữa, cho nên tụi mình tranh thủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Từ hồi nãy giờ là chú mời con. Đúng rồi, giờ con mời là chú hả? Trời, cái gì vậy? Chú mời con mời chú hả? Công nhận là thấy thằng đấy vậy. Làm sao? Hôm nay vậy là con sắp tới rồi đó. Mà sao vui? Lúc này chú mời con, bây giờ con mời chú uống.
Quá quá. Ngon uống trước. Mày uống trước. Ê ê ê. Trời thôi lấy chai rượu lại đi. Vậy thôi được rồi, mấy bác mấy chú ngồi nhậu đi ha. Để con dẫn bạn con vô trong. Không đi uống đâu ra. Lắm rồi đó. Đi được uống rồi đi. Đi vô trong tí đi. Anh. Giờ là phải chơi cho tới. Chơi. Hôm nay ngày vui mà. Anh thôi nè, nghe nói nè. Thôi đủ rồi. Bây giờ á. Nè, thôi được rồi, xỉn lắm rồi, không, không có uống đi nữa. Ra ngoài đi. Không có uống nữa, nghe chưa? Con mời bác Hằng. Con mời bác Hằng. Dạ. Trời ơi, trời ơi. Giấu rồi mà cũng còn nữa hả? Mời bác Hằng. Dạ. Bà hai uống hết thôi. Có là không rãi. Để con uống. Ê, ê, uống nữa. Thôi. Trời ơi, nãy giờ nó chơi. Bác. Giờ là quậy tức rồi. Con rãi ông hai lại, mời mọi người ra. Trời ơi. Một, hai, ba. Vô. Vô. Đi ra. Ra. Uống nữa. Bánh, bánh. Nè, bánh. Bánh. Chào. Bánh. Mày làm gì vậy? Trời, đưa cho em. Làm đưa, đưa ra chỗ khác. Chủ yếu là vui là chết. Anh có qua nói chuyện lại đồng, đồng. Đồng gì? Đồng. Không có đồng gì hết. Cái gì? Đồng bọn của anh rồi đây. Đồng bọn mà nội mình đồng bọn. Thằng này. Đi ra chỗ khác à, đi ra để nói chuyện đồng bọn. Đi ra. Em, để chị. Mày đứng đi ra nè. Bây giờ tránh ra chưa? Rồi 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 rồi. Để xa ra. Cho nó giải quyết. Lớn quá làm sao mà. Bây giờ á, mày đi với tao hả? Không, mày mời bạn tao. Mày sai quá rồi, thôi đi thằng kia. Không, đây. Bạn tao nè. Trời ơi, bậy rồi đó. Vậy mày, mày sẵn rồi. Ông bạn già khổ quá. Kéo lại đi. Đó nè. Rồi tiếp một nữa đi đi ôm nhớ không? Mày nói bậy mày chứ. Bà ngồi đó kìa, muốn đốt nhà tao hả mày? Đi ngồi xuống. Ngồi xuống. Bình tĩnh ngồi xuống. Không có gì hết. Tôi chỉ nói là hồi đó đi bị hành trong cái quỷ. Mày sỉnh rồi. Thôi bậy lắc mà đuổi tao ra khỏi nhà bây giờ. Ủa chá. Thằng quỷ mà cắn tao. Ở cái thằng. Ôm nhỏ kìa. Bạn già ra đây. Gì nữa mày? Trời ơi. Bon nhỏ kia 2, 3 đồng. Trời ơi cái thằng quỷ im giùm tao cái. Trời ơi. Tao lạy mày. Ô con ôm. Để cho thôi. Ủa chá. Cắn tao. Nói là mày đang đau. Đỉnh chưa? Vậy mà ông giống tôi rồi đó, uống nó kìa. Thôi. Thôi, đỉnh rồi, vô ngủ đi. Rồi hai con. Xỉn rồi bác hai ơi. Rồi mới đưa 500 ngàn nữa cuối cùng. Ôi, tao lạy mày, bả ngủ đó kìa. Con xin lỗi. Bác hai. Xỉn rồi. Thật sự là con rất là thương con Mận rồi. Vậy thương con Mận con mới ra cái mô đen vậy nè. Mày đi vô. Đi vô. Ngày mai vợ rồi. Kéo ra đây đi. Trời đất ơi. Mạnh. Giữ cái đủ lại đi. Hai thằng bay giữ xe ngoài đó. Vô đây chơi vậy. Cầm đồ cái đó coi. Trời đất ơi. Nó làm như mình là lính nói vậy trời. Anh cản ông lại đi. Bây giờ nó uống sai quá rồi sao vậy? Dạ con đã nghe. Té đi bơm ôm chưa? Trời. Trời đất ơi. Mày nấu cái gì vậy hả? Đi bơm ôm đi. Ở nhà ôm gái già hoài đúng không? Trời. Chán lắm. Con chỉ té ôm gái trẻ. Nhỏ này con ôm con bo rồi nè. Cái gì? Nhỏ này con cũng ôm mày bo mày. Luôn rồi. Nè. Con nhỏ này không phải là gu của con. Cái gì? Cái gì vậy? Ôm bà nội mà chơi hả mày? Sao à? Ôi mày tới bay đâu? Nó ngủ nó ra ngoài. Trời ơi nó nằm luôn luôn. Đi bắt hai ơi. Không được vậy. Tôi nó về ngủ đi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Dạ dạ dạ. Nó bỏ qua đi. Thôi nó ra. Đứng lên mày. Trời ơi cái chân nó nặng lắm xem lôi nó nổi. Nó nặng quá. Ê. Lên. Ai cho nó ra ngoài. Dạ dạ. Tao khuyên mày giảm cân đi nha. Cái bụng mày lỡ không à. Mày quỷ quá. Trời ơi. Thôi xin lỗi mấy anh chị. Mấy anh chị có tiếp tục tôi đi. Không đi, không đi. Thôi tiếp đi. Rồi, vô anh hai ơi. Rồi, đâu nó. Vô đi anh. Rồi, đủ rồi mà. Mày anh nó uống chi. Ủa bà nó hết chỗ làm nhục. Vô nhà tôi nó làm nhục vậy đó. Con gái tôi mà nó nói bán bio mày chịu nổi không? Bớt nóng anh hai ơi. Ủa bà nó. Có gì đâu. Bữa nay ông phải đám dỗ vợ tôi hả? Tôi cho đám dỗ nó luôn rồi đó. Thôi anh em mình vô đi. Vô đi, vô đi. 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 Uống cái đầu của mày á chứ uống. Đi. Quậy à. Ê, uống rồi. Không đâu. Ông dịu đi nữa. Đó, nằm đây đi. Nặng như một con lợn vậy đó. Mệt quá. Ráng đưa nó vô trong một tí. Nó nằm đây rồi, nó chết sao mày? Để nó đi.
ăn nhậu cho cố vô. Mày muốn chết đúng không? Cho mày chết luôn. Thôi đi vô nhà ngủ đi. Nè nào lôi đâu như heo à. Nặng như quỷ vậy đó. À, mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Sao mày dội nước cho nó? Lạnh chưa? Mưa rồi bà ơi, mưa. Lấy đồ vô. Mưa, ở mưa đâu? Kệ, cho mưa ngập luôn. Tắm mưa một bữa đi. Lâu lâu tắm mưa cho nó vui. Ôi, đâu có phải phân thân hết à. Tao đang đi ăn đám giỗ mà. Sao? Hả? Sao vậy rồi? Đám giỗ cái đầu mày á? Đó, mọi người đâu hết rồi? Về hết trơn hả? Ừ, về hết rồi. Nhà mình ở đây nè. Bộ còn ở bên nhà bác hai hả? Nào dắt tao đi tắm vậy? Con tắm cho ông đó. Dắt đi tắm xong thay đồ. Hai chi, để dậy tắm cho nó lạ. Kỳ này ha, tao cho mày chết luôn. Không có ai mà binh vực mày được hết á. Không có còn cốc ổi, sòi mận, miết ghim gì hết con. Ủa, ý mày là sao? Là sao? Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Hả? Mày á, mày đi qua nhà người ta ăn nhậu cho dữ vô. Nói tùm bậy tùm bãi không à. Bây giờ bác hai á, ổng cấm cửa mày với Mận rồi kìa. Cái gì cấm cửa tao hả? Cấm có nghĩa là không cho mày gặp luôn, không cho mày nhìn luôn đó con. Ra coi đó nghe. Tía đi bơm chưa? Mày điên hả? Đi bơm đi. Ở nhà ôm gái già hoài đúng không? Chán lắm. Con chỉ tía ôm gái trẻ. Đó. Nhỏ này con ôm con bo rồi nè. Hả? Cái gì? Nhỏ này con cũng ôm mày, bo mày luôn rồi đó. Mày của tao. Con nhỏ này không phải là gu của con. Cái gì? Ôm bà nội mà cho ôm hả mày? Ôm tao à. Trời ơi, sao tao làm chuyện động trời vậy? Trời ơi. Tao, tụi mày cứu tao giùm đi. Thường như đang nhậu cho tao bây nói. Bây giờ không có ai cứu mày được hết đó. Cứu tao giùm bệnh đi. Bệnh miệng mày cũng không được nữa. Bây giờ làm sao? Trời ơi, bây giờ biết làm sao á. Tao lại. Hey, thằng bận tao. Hồi nãy á, mày hay lắm mà. Ở bển á, hai thằng tao rị mày còn chết luôn. Mày ngồi đó mày uống cho dữ vô. Trời ơi, bây giờ biết làm sao đây? Đúng là rượu vào lời ra mà. Bây giờ đừng có kêu than gì hết á. Chỉ có trời xuống mới cứu được mày thôi. Chuẩn bị tinh thần đi con. Mà đừng buồn nữa. Ố, xuống ăn cơm đi. Đi xuống ăn cơm với chị nha. Bữa nay đồ ăn ngon lắm á. Đi mà. Nè, chị thấy á, đúng là Út giận lắm, không thèm xin tía tha thứ cho Tám Bảnh. Nhưng mà trong lòng buồn dữ lắm đúng không? Mà thôi, buồn cái gì á thì mình gác qua một bên đi. Bây giờ mình phải xuống mình ăn cho khỏe, rồi hả mình vui vẻ, mình tươi tỉnh lên. Chứ em làm vậy rồi mai mốt em giảm xấu, ai thương em, đúng không? Đúng rồi đó. Nhịn đói á hả, già nhằn xấu lắm á. Đúng rồi, đi xuống ăn nha, nghe lời hai đi. Ố ăn đi. Ăn đi, rồi muốn ăn cái gì nữa thì hai mua cho nha. Ố nha. Ố Ô không ăn á hả? Cả nhà không ăn cơm ngon luôn đó. Thì hai chị đi xuống trước đi, lát em xuống. Ừ, rồi, hai chị xuống, Út xuống liền nha. Nha. Dạ. Nhớ nha. Nhớ nha. Con Mận sao rồi? Nó có chịu xuống ăn cơm không? Dạ không tía. Nó không chịu ăn uống gì hết đó tía. Nằm ở trên khóc hoài.
Thôi, mấy đứa con ăn cơm đi. Con mời tiếp. Mày cho tấm bảnh này thiệt tình, quá đáng thiệt chứ bộ. Uống rượu vô rồi cái lòi cái bản tính xấu ra, làm ăn cũng thất vọng hết á. Không phải đâu tía. Trời, bình thường á anh tấm bảnh được lắm luôn đó. Vừa hiền lành nè, mà còn nhiệt tình nữa. Tại có cái tật là uống rượu mà quá chén á thì không có kiềm chế được bản thân, nói bậy bạ không à. Chứ bình thường anh đâu có vậy đâu tía. Thôi dẹp đi, tao không muốn nhắc tới thằng đó nữa. Và từ đây trở đi nha, không được nhắc tới cái tên tám bảnh ở trong nhà này ráo. Ăn cơm. Con mời tía. Mời chị hai. Chị cũng mời tía. Tại sao con buồn? Con hãy nói cho ta nghe. Thôi con đừng nói. Ta biết tại sao con buồn rồi. Ta đi đây. Ông Bụt. Thiệt là Bình Bình à. Bụt ở đâu đây? Vậy mày. Kìa, tụi bây giờ mình coi cái bản mặt đó kìa. Uống nhiều rồi đổ hư ra. Bây giờ lòi nó đủ thứ chuyện hết á. Rồi bây giờ làm sao đây? Còn tụi bay nữa. Bạn bè tốt quá không cản nó, để cho ra nông nổi vậy đó. Trời ơi, ông nội con cản không được nữa. Chị biết không, nó uống như một cái nha, là bao nhiêu tật xấu nó lòi ra hết. Giống như cái con hùm mà bị cắt râu vậy đó. Có biết uống rượu đâu. Trời ơi, cái hôm bữa đó đó, hai thằng con á, lấy dây cột nó như cột trâu vậy đó, nắm rị vậy nè, mà nó có chịu về đâu. Nó ngồi nó uống như là bợm rượu vậy đó. Trời đất ơi, con đã nói rồi mà, đừng có cho con uống rượu mà, có biết uống rượu gì đâu. Mà con nói gì nghe nha, nó khốn nạn lắm gì. Đối với bạn bè tụi con nè, 50.000 thôi, nó tính ke re cắt rắc. Còn đối với gái hả, nó đi bia ôm, nó bo tờ 500, nó móc không biết mỏi tay luôn. Trời, cái này trời, người trời. Ta gọi là khôn nhà dạ chợ nè. Không bo cho nó chửi hả? Sao mà không kêu nó về nhà luôn đi? Trời. Hỏi rồi nó không chịu. Thấy chưa, gì thấy chưa? Trời ơi, đang buồn nghe hả? Hả? Phải mày không bảnh? Sao mày giật ghê dữ vậy hả con? Hồi xưa giờ con bỏ lâu rồi. Ừ, mới bỏ hôm nay à, bữa hổm còn con. Vậy nổi không? Gì mày, gì có cách nào giúp con không gì? Gì chỉ còn qua nhà ông bác hai á, gì năn nỉ giùm con đi gì? Con bây giờ con đàng hoàng rồi nè, con mặc đồ rất là đàng hoàng nè, con chải tóc lại hết trơn rồi nè. Mày đàn đấm chứ đàng hoàng gì? Trong cái đàn đó có cái mặt của mày á. Kệ tao mày. Bay thôi đi. Xin cái gì mà xin? Dạ. Dì Mai à, dì Mai. Con lại dì Mai, con năn nỉ dì Mai mà. Con đàng hoàng lại rồi nè, con ngưỡng ông uống rượu ở đâu dì Mai. Dì qua dì năn nỉ giúp con đi dì Mai. Năn nỉ cái gì mà năn nỉ? Ông đang tức giận ở bển á. Tụi bay á, biểu tao nói á, là không khác gì đổ dầu vô lửa. Mà bây giờ tụi bay suối dại, tao qua tao nói không chừng ông đè đầu tao ông chửi tiếp đó. Không có đâu gì. Nhiều khi ông mê gái già, ông không có chửi đâu. Cái gì? Mày nói cái gì? Dạ không, mê gái. Đúng rồi đó dì. Tao còn trẻ lắm đó nha mày. Trẻ măng luôn á. Già đâu mà già. Còn mày nữa, thường ngày á thì có ăn có nhậu, thì có cái gì á cho nó lòi ra từ từ đi. Nó lòi từ từ á, ổng quen rồi á thì không sao. Tự nhiên á, lâu nay nghiêm chỉnh á, bây giờ nó lòi ra, lòi phèo, lòi gan, lòi ruột, lòi tuốt tuột tuột hết trơn à. Bây giờ tao không sốc sao được. Con lúc đầu mà con lòi ra như vậy làm sao mà con đến với Mận được. Con biết ổng thích cái xì tai này mà. Vậy thì mày ém luôn đi, mày đừng có xì. Trời ơi, chịu nổi không? Khổ quá vậy. Bụi gì mà bụi mịt mờ hết trơn. Dạ thưa bác, con mới tới. Thấy là biết mới tới rồi, nãy giờ xịt cái sân có thấy ai đâu. Dạ con xin lỗi bác, về cái chuyện hôm nôm con bậy. Con
Tôi có dám bắt lỗi Bạch Khải ai? Hả? Tôi không có dám. Thôi, cậu làm ơn đừng tìm nó nữa. Nhà này không có cái kiểu người giống vậy, tôi không có vô ngàm. Dạ bác, con tôi xin lỗi bác thiệt mà bác. Bác thay cô lần này đi bác, mai mốt con không dám gì nữa đâu bác. Nói thiệt với cậu nha, tôi cũng không có dám. Mận á, tôi chặt bỏ rồi. Nhà này không có kinh doanh mận nữa, không có kinh doanh về mận nữa. Cho nên đó là từ nay trở đi cậu đừng tới đây làm phiền tụi tôi nghe không? Bác, cho bác xịt nước con không ướt mà bác ướt không vậy bác? Bây giờ mày muốn ướt dễ lắm nè đó, thấy không? Không mà, có xịt đồ xịt, đừng có xịt đúng cái túi gia truyền ba mẹ con để lại nghe bác. Ôm về đi chứ để ướt nha. Mời bác. Mời bác ơi. Không có thấy. Trời ơi đừng có lấn. Trời ơi đang nói là không có thấy mà. Dạ. Chị thấy chưa? Kéo xuống đi. Trời sợ quá. Tí mà thấy chắc chết quá. Bác ơi sao cái giò bác dương lên từ từ. Thấy ghê quá bác ơi. Con trai bác ơi. Nước thôi mà, có gì phải sợ. Dứt phát. Phải dứt phát. Đi xuống. Tội nghiệp cho ai kia ghê chưa? Ai? Trời ơi là trời. Người ta hả? Trèo đèo lội suối leo tường. Tới đây là để vì ai? Vì ai? Vì ai? Ai biết? Vì cô đó cô Út Mận à. Tới đây á hả? Cực khổ ghê chưa? Mà để xin lỗi ai? Xin lỗi ai? Xin lỗi ai? Xin lỗi tía. Xin lỗi cô. Xin lỗi tía. Xin lỗi tía mà tía không có chịu rồi nghe không? Tía nói rồi đó, từ giờ trở đi á không có muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh Tám Bảnh nữa rồi kìa. Bây giờ tía muốn sao á thì cứ vậy đi. Em không có ý kiến ý cò gì trong này nữa đâu. Xạo quá. Cái mặt á, mê người ta muốn chết, thương người ta muốn chết mà bày đặt xạo xạo không à. Giận thì nó đại đi phải không? Phải không? Không, không giận gì hết á. Em không có muốn nghe tới con người giả dối đó nữa đâu nha. Giả dối gì đâu. Chị thấy ông thương em quá trời luôn đó. Không có muốn nghe nữa mà. Đi ra đi. Thôi bỏ qua cho người ta đi. Không có muốn nghe nữa. Đi đi. Bỏ qua cho người ta đi. Không. Bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Không. Bỏ qua đi. A B C D D. Con người gì mà vô tình. Tội nghiệp cho Tám Bảnh mà Mận ơi. Ơi. Đi đâu vậy? Chị ở đây chơi mình đi. Ê, con này. Sao Tám Bảnh nó ngu dữ vậy trời? Tao uống. Mày uống từ nãy giờ mày uống mày định cho mày chết hả? Tao muốn chết. Tao muốn chết. Chỉ một giây phút mà của tao thôi mà bây giờ không còn cơ hội gặp Mận nữa. Mất Mận suốt đời rồi. Sao Mận bỏ ra đi? Tám Bảnh nào có tội tình gì? Sao Mận bỏ ra đi? Mày mặt mà thấy ghê quá. Mận nào có lỗi lầm chi? Mày hát á hả? Tao ngâm thơ. Trời ơi, Tám Bảnh ơi, bây giờ mày nghe tao nói nè. Mày phải bình tĩnh lại. Bây giờ gia đình Mận đang giận như vậy, mày phải thật bình tĩnh, mày phải tìm cách mày mới giải quyết được. Hồi xưa sao mày khuyên tao hay lắm mà. Lúc tao thất tình á, mày khuyên tao là đừng có buồn rầu, phải ăn, phải tươi, phải tỉnh lên để tìm cách giải quyết. Sao giờ mày kỳ vậy? Thôi mày ráng đợi thêm một thời gian nữa đi. Biết đâu á, Bác Hai đổi ý thì sao? Mày quên chuyện của tao với Lê hồi đó hả? Cũng khó khăn một thời gian dữ lắm. Mà giờ mọi chuyện cũng ổn rồi nè. Ừ. Trong bơ vơ. Trời, mày ngâm thơ hả? Đâu hả? Khủng bố thiệt chứ. Mày để cây lược lên làm gì? Mày định ăn nó luôn hả?
Thằng Quân chạy đâu mà còn quên lượt nữa. Không, không, tao phải uống. Uống nữa hả? Tao phải uống. Tao uống để cho tao chết. Để cho tao chết, tụi mày đi, cho tao chết đi. Tình cha ấm áp. Trời ơi, thôi đi ông nội. Vâng. Xin lỗi, tôi ca lộn. Tôi ca lộn bài. Không còn nhớ bài gì nữa. Nhìn bộ dạng của mày kìa. Lúc trước tao buồn mày nói hay lắm mà. Nào là đừng tìm tới bia rượu, không giải quyết được gì. Mà giờ mày vậy á, suốt ngày uống rồi hát, hát rồi uống, như thằng khùng vậy đó. Tao tỉnh tao nhớ mận lắm. Tao nhớ. Tao nhớ cái chuyện tao làm tao không có chịu được. Tao ngu quá. Tao ngu như thú. Bây giờ biết ngu á thì sửa. Không lẽ mày cứ để mày ngu lâu dốt bền khó đào tạo vậy hoài hả? Bây giờ nè, bình tĩnh lại nè. Mày nghe tao nói nè. Có làm cái gì á, mình cũng phải để cho mình đẹp trai. Mày tên gì? Tám Bảnh đúng không? Mày phải bảnh. Đầu tóc không có để dựng dựng vậy được. Đầu tóc mà dựng dựng cái kiểu hình nãy là chim nó bu lên đầu mày nó làm tổ là mày chết rồi nha Bảnh. Đó. Tao bậy quá mà bảnh gì nữa. Mày bậy tao rồi. Tao bây giờ thành tám bậy rồi. Bây giờ trong mắt của tao mày lúc nào cũng bảnh hết á. Đó, đẹp ghê chưa? Tao muốn uống. Mày để cho tao uống. Bây giờ muốn uống đúng không? Không có thằng nào uống được quốc nguyên chai này luôn. Rồi, mày đưa đây. Mày đưa nguyên cái chai cho tao. Đây, bây giờ muốn uống đúng không? Tao uống. Rồi, tao cho mày uống. Uống đi. Uống. Nè, mày rót đi cho nó uống luôn. Rồi, uống. Uống nha. Uống cho nhiều vô. Uống đi. Sao đắng vậy? Uống đi, đừng có nói nữa. Muốn uống tao cho mày uống. Uống nữa đi. Đắng quá. Rượu mà có phải nước ngọt đâu mà không đắng. Uống nữa không? Không. Vì tao đã xin. Cái thằng cho nó nằm bên đi. Nhiệt tình chứ. Nặng như trâu vậy đó. Rồi vậy đi. Cho nó đỡ khổ nó. Rồi tao với mày cũng đỡ mệt nữa. Rồi bây giờ tao với mày muốn uống nè. Rồi. Trong bơ bơ. Trời ơi. Ông nội. Tức điên thiệt chứ. Ông uống nước đi. Tôi thấy thằng Bảnh nó cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Ông đừng có buồn rầu nghĩ ngợi nhiều chi cho nó mệt à. Thay đổi cái gì? Tôi ghét cái thứ mà che đậy cái bản chất thật dữ. Nó làm như vậy là nó qua mặt tôi. Không có đâu mà. Nó là nó cũng thiệt tình lắm đó. Nhưng mà chẳng qua rượu vô lời ra vậy thôi. Chứ tôi biết tánh nó không vậy đâu. Bà làm sao bà biết được? Bây giờ tôi hỏi bà nè. Bản chất của nó là uống rượu. Trước mặt tôi nó không làm như vậy. Đây là còn mới đó nghe. Chứ sau này mà nó lấy con Mận về rồi đó, mà nó tính nào tật nấy á, thì con Mận phải có chết không? Nó là tôi biết là nó uống dữ lắm. Nhưng mà thời gian vừa rồi á, là lâu lâu nó mới nhậu một lần. Bỏ đi. Tôi nói cho bà nghe, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sau này á, cho nó lấy con Mận xong xuôi rồi, nó về nó uống lại rồi bà làm gì nó đây? Tôi không tin vậy. Tôi thấy nó vì con Mận mà nó sửa đổi nhiều dữ lắm rồi. Ông tin tôi đi. Thôi. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Chuyện của gia đình tôi cứ để im ra tôi tính. Tôi rành quá mà. Cái thứ này là bao che không có được rồi. Vừa thổi vừa ăn nè. Thơm quá trời thơm luôn á. Úp ơi, Úp ơi. Ồ, không ăn. Thôi mà, đừng có đau lòng mà dạ miếng cháo đi. Ồ, nè, mầm. Nè, ngon lắm nè. Ăn đi mà. Tôi nấu nguyên một buổi sáng luôn á nha. Nè, trong này có tôm, có cá, có mực, đủ thứ hết nè. Ăn đi. Chị để ra kia đi, lát em ăn.
thôi mà. Người ta mất nguyên buổi sáng trời để nấu luôn á. Không ăn hả? Mốt gì không thèm nấu gì cho em ăn luôn nha. Ăn đi mà. Ăn nha. Ráng ăn đi, ăn giỏi nha. Biết tính tía mình rồi đó. Thì tía khó khó vậy thôi chứ. Thôi từ từ đi nha. Nói ngồi tía cũng siêu lòng mà. Thế nào rồi Út á, với lại anh Tấm Bảnh thế nào cũng vui vẻ luôn á. Ráng đi. Không, trả nè. Sao vậy? Bây giờ hả, tía có thuận đi chăng nữa em cũng không chấp nhận con người giả dối đó đâu. Chị đi xuống đi. Thôi thôi kệ đi ha. Dục tía quăng bên luôn, rồi bao bo xì Tấm Bảnh luôn. Chị sao không nhắc tới Tấm Bảnh nữa. Ráng ăn miếng cháo đi mà. Thôi mà đừng có giận nữa. Đút miếng nè. À, thôi thôi tự ăn luôn đi. Ráng ăn đi mà. Mấy nay nhịn ăn hả, ốm lắm rồi đó. Mà người ta nói ốm là yếu xìu luôn, không có làm gì được đâu á nha. Em đang phấn đấu bằng chị mà. Mệt quá ăn đi. Ngon chưa? Công nhận tao nhìn mình thấy gớm thiệt các bạn. Tao buộc tóc tao nó quéo lên hết. Vậy hả? Mũ đen trước đây của tao đó. Mà dịp Mận, tao đã bỏ cái mũ đen đầu tiên của tao. Vậy mày nên cảm ơn Mận đi. Nhờ Mận mà mày mới trở về loài người đó. Tao đang thất tình nha. Không biết bác Hai có nhà không mày? Từ từ, mày vô mà ông có nhà, ông lấy chổi, ông dí, ông đập mày liền á. Từ từ để quan sát tình hình chút xíu đã. Kiến lửa Mận nó cắn ơi, tao gần chết nè. Em có nhà không Mận? Ê ê, tiên quý của ai? Ê ê ê ê ê, hỏi thăm nè. Mụ nội cũng không nghe nè. Nghe tụi hỏi gì không mà trả lời vậy? Đâu có nghe gì đâu à. Vậy cũng trả lời. Ai biết đâu, tưởng anh giỡn với em. Rảnh quá hả, giỡn. Hỏi lại nè. Có tía ở nhà không? Không, tía đi hồi sớm mới giờ rồi. Không có nhà, tiến công. Vô vô. Trời ơi, làm gì đông quá vậy? Trời ơi, đem một phái đoàn qua đây lận. Từ từ bánh, nó đâm vào bàn tọa mà một cái là xong luôn á. Đâm một cái tao về là ở chung với mày luôn. Ôi dạ, trời. Được không? Coi chừng ở nhà. Mày đi ra tao bay vô coi. Ôi dạ, trời. Được không? Coi chừng ở nhà. Mày đi ra tao bay vô coi. Ê ê ê, đỡ tao, đỡ tao. Trời ơi, cái thằng này nó cao nhất, mình yếu nhất á. Ủa, tới nhà tôi làm gì đông dữ vậy? Bộ quýnh lộn hả? Đâu có đâu. Anh kiếm Mận. Ờ, mối tình này thiệt là trắc trở. Thôi đi, Tấm Bảnh cứ đứng đây đợi đi. Để ba Đào đi kiếm Út Mận cho nha. Lê, hay Lê ra tới. Lê, nó đứng ở trên nó dòm xuống, nó thấy cái bản mặt. Nó thấy cái mặt anh, nó quậy quá, nó không chịu xuống, nó vô rồi. Anh đâu có đuôi đâu, anh liếc lên anh thấy mà. Bởi vì anh mới buồn vậy đó. Chị thôi tự hiểu ha. Rồi vậy là chị tới kiếm Út Mận với là tía thôi phải không? Đâu kiếm hai đứa mình đâu. Ai Vậy thôi đi. Đúng rồi. Thôi đi vô. Đi vô. Ê ê ê. Trời nhỏ, có gì cơ nết gì. Thôi vô uống nước nha. Đi. Đi. Không đi, vô đi. Nước. Anh không uống nước, anh tuyệt thực. Cũng không liên quan lắm tuyệt ha. Tuyệt thực chứ đâu phải tuyệt nước đâu mày. Vậy mình đi vô mình uống đi. Kệ ông đi. Kệ ông đi. Đi vô mấy anh. Đi vô. Mình vô. Khoan. Kệ đi mà. Để nó dặn dò anh lời cuối. Hai tụi bây giờ trong uống nước đi. Ừ. Trong cuốn bí kíp của tao đã dặn là phải chờ ở đây 3 ngày 3 đêm vậy mới hiệu quả. Mày giọng cuốn bí kíp mày vô họng mày nhai luôn đi nha. Bí kíp hoài. Tao nhai rồi đó. Thôi bây giờ rảnh quá về đi, về chạy tóc cho thành con người đi, qua đây Mận gặp mày. Thôi đi, mình đi vô đi. Thôi đi vô, đứng đây đợi đi nha. Đi. Thấy tội quá. Đã xấu mà còn đóng vai khùng nữa, tội nghiệp thiệt.
Em thấy người ta làm nhục anh ở đây không Mận? Mận ơi. Mày hả mày? Cái thứ ngu săn con gái ra làm gì? Để bây giờ nè, nó gây ra mang tay mang tiếng cái chòm xóm này. Tôi mà như mày đó nghe, tôi nghĩ mẹ xuống sông tôi chết cho rồi. Thấy không? Mày hiểu không? Hiểu không mà đi luôn. Đi luôn phải không? Tội nghiệp chưa già mà thần kinh. Bà mẹ mày bị đứng mày chửi cỏ hả? Mày mượn gió bẻ măng hả? Ráng đi ngang. Cười người bữa trước là bữa sau người cười đó. Mày coi mày liệu hồn mày đó. Mày có con trai đó nghe. Rồi coi chừng. Coi chừng cũng có ngày mày cũng nằm mày khóc sượt sượt như tao vậy thôi à. Trời ơi nè. Tôi con trai tôi nghe. Nó không đi á là hại người ta thì thôi. Chứ có bầu bì gì đâu mà sợ. Trời ơi con gái mới sợ. Nghe không? Phải à. Để đó rồi coi. Ừ. Cái thứ con trai đó mà nó không đem lại lợi lộc gì. Đẻ ra đó là để cho nó duy trì nòi giống, nghe không? Rồi mơi mốt đây đó, nó không làm được cái gì đó ngang là gia đình tiệt giống tiệt dòng, ta báo cho mày biết. Ôi bệnh đặc. Ôi, sao nói chuyện mà không nói cho hết rồi đi đâu vậy? Gì? Đứng lại nói chuyện hả? Xin lỗi mày đi. Tao không điên đứng nói chuyện với cây cỏ ha. Rồi nè, đi lại đó đi nghe. Rồi tự suy nghĩ. Rồi nhào đâu cũng xong chết cho rồi đi nghe. Trời ơi, nói không lại rồi. Cái trù ẻo con người ta. Gì nữa? Ai kia kìa, đang trèo tường ở dưới kia kìa. Không biết, không liên quan gì em hết đó. Trời, người ta nói ha, trong phim trưởng người ta có cái câu là đa tình tự cổ không như hận. Dịch sang tiếng Việt là yêu là chết trong lòng một đống. Ai dịch vậy? Chị dịch á. Nói chung là không hiểu đúng không? Đi, đi, đi xuống. Ông Mạnh đang leo tường dưới kìa. Đi, đi xuống. Lên lên. Không. Điếu Mận, chị nói thiệt á. Không. Trời, nở để ổng ngoài nắng vậy hả? Ừ. Đâu liên quan gì tới em đâu. Thôi đi xuống dưới đi. Công tình trưa nắng người ta leo trèo vô kìa. Lỡ mà tía thấy là chết tôi luôn á nha. Kệ người ta. Không biết. Con nhỏ này. Người đàn bà lạnh lùng. Bộ muốn thi ảnh bệnh rồi mới vừa lòng hái giả hả? Có chết cũng không liên quan gì em hết đó. Trời, người đàn bà vô tâm. Tức quá mà. Đồ người đàn bà phủ phạt. Chị đâu vậy? Đi ra của anh Bảnh. Ê. Ê.
đó vậy? Không ai hết chị ơi. Không ai sao có người trả lời hay vậy? Anh tới đây làm chi? Anh biết, anh biết cái lỗi của anh lớn lắm. Anh xin lỗi em. Tại anh nhớ em quá anh mới tới đây mà. Anh biết cái lỗi anh lớn mà anh còn dám đến đây xin lỗi nữa hả? Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn gặp em thôi. Anh gặp em cho thỏa lòng. Xong rồi anh về. Gặp em rồi đó. Về đi. Em nhớ ăn uống vô nha. Nhìn em tiều tụy lắm rồi. Hôm nay em ốm quá. Tóc tai sao bù xù dữ vậy? Anh đang tả ai vậy? Em đứng chỗ đi, em đi vòng vòng qua vậy. Anh về. Nãy vô đường nào thì giờ ra đường đó đi chứ. Ờ. Không biết đi đường nào luôn. Nhanh lên. Ê, leo không nổi thì đi đường kia đi, tôi mở cửa cho. Nghe không? Ê. Anh Bảnh, anh sao vậy anh Bảnh? Anh Bảnh, dậy đi. Anh Bảnh. Trời ơi, rồi à. Có chuyện gì không ưng ý ưng bụng rồi đó. Ai chọc vợ mà mặt mày hầm hừ, gặp ai cũng muốn quýnh giống như mất số gạo vậy cha. Chuyện gì vậy? Mới ngoài ruộng gặp hai lợi về nè. Rồi, gặp rồi gây chuyện với người ta nữa phải không? Sao ông tối ngày ông cứ kiếm chuyện với ông hoài vậy, hả? Tôi đâu có ở không, tôi đâu có rảnh đâu mà gây chuyện với người chả. Chứ sao? Thứ gì đâu không à. Chả bực bội cái vụ mà mấy đứa gái, gái chả gây ra đó. Bây giờ tự nhiên cái khùng, rồi tự nhiên cái nói thằng đô la con nhà mình. Trời ơi, ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn trọi à. Nói thằng đô la nói cái gì, mà con mình có gì đâu nói. Nói không có đầu có đuôi gì hết trơn trọi vậy. Tôi hỏi bà nè, chả nói nhìn thằng đô la con của ông á, nó mạnh khỏe, đẹp trai cao to vậy á. Ờ. Nó men vậy á. Ờ. Nhưng mà chưa chắc thì sanh con đẻ cái được. Đồ thứ già vô duyên. Con cái người ta mà chả nói vậy, bà bực không? Ông nói vậy hả? Ông nói vậy là ông ý gì? Ý gì cái gì? Ý em nó nói là con mình bóng. Nói đồ la bóng hả? Là BD hả? Trời, bà hỏi tôi biết hỏi ai. Nè, vì nghĩ ông hai lợi á, ông thất vọng của thằng Tám Bảnh dữ lắm. Vì có cái cách này nè. Mấy đứa bu lại đây. Tụi bé nói với ông hai lợi là con Mẫn có bầu. Làm vậy đi. Hả? Có bầu quá gì? Nó nhỏ thôi. Mới có bạn thôi mà. Tay dách mạch rừng, hiểu không? Ừ. Nhưng mà sao? Sao giờ con có bầu được? Không lẽ giờ con với... Nếu mà như vậy thì thôi mình nhờ khoa học can thiệp đi. Làm sao? Đi cấy. Ở đâu? Bệnh viện á. Ủa mà anh làm chưa xong rành dữ vậy? Chưa, anh đọc báo nên thấy thôi. Nhưng mà tốn tiền lắm. Kêu thằng Bảnh nó bán con bò với mấy con gà ở nhà nó đó. Bán bò bán gà gì? Vì nó làm giả thôi mà. Ủa làm giả hả? Ờ. Làm giả thôi mà bạn quá. Ai biết tưởng thiệt. Ờ, anh thấy vậy cũng đúng. Trước tiên là mình để cho bác hai tác hợp hai đứa đi ha. Rồi mình tính tiếp. Ừ, làm đi chứ ông tôi không kịp đâu. Vì thấy cái cách này là cái cách hữu hiệu nhất rồi đó. Ủa, ờ bay đi đây rồi ai ai chăm sóc cho ông Bảnh chứ? Trời ơi, dì ơi, mấy bữa nay toàn là nó uống rượu thay cơm không à. Rồi lại thêm buồn rầu nữa, cho nên bị suy nhược cơ thể. Mà mấy ngày nay á, nó ăn uống và đi đứng lại bình thường rồi. Tụi con thay nhau canh chừng nó, nhưng mà cũng phải nghỉ xả hơi chứ. Dì đừng có lo, không sao đâu. Ờ mà nè, tụi con phải giữ bí mật cái chuyện này nha, để cho nó ngạc nhiên nghe chưa? Dạ, chắc là nó sẽ ngạc nhiên lắm đây. Có bầu giả thôi, coi nhìn mặt mơ mộng kìa.
đi cô Mai ơi. Chồng thì cũng biết lo không nói. Bán nước cái gì Mai? Ờ nước hả? Chờ chút nha, chờ chút. Để đi bà ơi. Ờ rồi. Không lẽ ông Hai Lợi ông biết chuyện thằng đô la thằng sáu ngàn rồi. Má. Nè nè, ngồi xuống đây tôi hỏi cái này coi. Đi đâu đi chơi về mà mặt mày vui vẻ quá vậy? Ờ thì con đi dạo chơi. Mới đi với thằng sáu ngàn vậy phải không? Trời ơi, sao mà má lúc nào má cũng ác cảm với sáu ngàn kỳ vậy? Người ta đâu có làm gì đâu mà sao má cứ ghét người ta vậy? Đúng là nó không có làm gì má hết trơn, nhưng mà nó là cái thằng đàn ông không phải là đàn ông. Con mà đi chơi với nó con sẽ tiêm nhiễm cái giới tính của nó, con hiểu chưa? Trời ơi, má nghĩ sao chứ sáu ngàn không có vậy đâu má ơi. Bây giờ nó sao á, mày rõ hơn ai hết trơn á. Tao nói rồi đó nghe, nhìn có tướng đó là tao biết rồi, đàn ông con trai gì mà éo lả nhau, cần gì mà phải biện minh bao che cho nó. Thì chắc tại tướng tá của sáu ngàn hơi nhỏ con, với lại nhìn trắng quá, trông thư sinh thì má nghĩ vậy thôi. Thực chất ra là người ta đâu có vậy đâu. Người ta có hay không á, tự mày biết á. Tao nói rồi đó nghe, ba mày mà biết được là chết cả đám đó. Nè, tôi cấm nghe, kể từ giờ phút này không được qua lại thằng sáu ngàn nghe chưa. Trời đất ơi, tao nói thiệt với mày, mày mà cãi lời má, mày đừng có về cái nhà này nữa. Tao nói là tao làm đó nghe chưa. Đồ ăn tới rồi. Đây rồi. Ăn cơm đi. Dạ con mời dạ, tía. Con mời tía. Dạ mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà. Rửa sạch sẽ chưa? Dạ dạ, nãy Mận rửa nên là con rửa sạch, rửa sạch mà chưa? Tía. Rửa kỹ không? Con rửa kỹ lắm. Rau bây giờ cẩn thận, thuốc men đồ dữ lắm á. Dạ. Ủa sao bữa nay đi chợ thịt không vậy? Không có cá vậy? Ờ ha. Ai vậy? Là tôi đó. Ủa? Dì Mai. Dì Mai. Ừ. Dì Mai ngồi chơi. Đây mới được cơm không? Đi cưng. Sẵn bữa ăn cơm luôn. Tôi đem cho ông ít trái cây ăn lấy thảo. Trái cây ở thành phố gửi xuống đó, ngon lắm á. Không tin á, ăn thử biết liền. Dạ con mời gì? Thôi. Dạ con ông gì? Ăn đi. Tôi ăn rồi. Quê mình đưa trái cây lên thành phố, thành phố đem xuống bà kêu ngon. Thôi ăn cơm đi. Dạ. Chị mang cơm. Dạ. Chị mang cơm. Thôi tụi con ăn đi. Dạ. Trời sao bữa nào không có món cá ha? Thì cái hồi sáng chị nói mua cá cho chị ăn thèm chứ. Tại chị nói là tanh quá chứ bộ, cho nên mới không. Nhưng mà mua. Cá nó ngon. Em mà kho. Ủa sao con Út nói dữ vậy nè? Nó bị cái gì vậy? Chắc nó... là do hổm rày á, không ăn uống gì, cho nên bây giờ bệnh gì nữa rồi đây? Trời không có đâu nghe. Hình như nguyên một ngày hôm nay với ngày hôm qua nó ăn gì vô nó cũng ói, nó cũng chê tanh hết á. Nhớ không? Nó ăn cá nó chê tanh, giống như mấy người có bầu vậy đó. Em nói gì kỳ vậy? Con xin lỗi. Em nói gì chẳng khác nào là em nói nó đang có bầu. Hai này tự nhiên hai nói vậy, không lẽ hai nói nó có bầu? Nhưng mà nó đâu có bầu đâu. Có sao không con? Nữa kìa. Cái triệu chứng này là cái triệu chứng có bầu. Im đi. Dạ. Không lẽ nói cái con nhỏ này nó diễn hay dễ sợ luôn á. Coi kìa, coi nó ói mửa coi kìa. Giống y như thiệt vậy đó. Trời ơi, cái kiểu này mà làm diễn viên thì khỏi phải nói rồi. Coi đó. Trời ơi, nó làm cái kiểu gì mà giống người ngoài nhìn thấy mà không biết á, rồi tưởng ủa
Thôi mà, trời ơi, diễn vậy đủ rồi con. Diễn gì mà diễn hoài vậy? Nè, ngồi dậy đi. Ủa, nhỏ này, cái gì vậy? Nè, đừng diễn nữa. Giỡn à, đừng dai quá à. Nè, ủa, sao vậy con? Hả, hả? Thôi chết, chết rồi, sao lạnh gắt gì nè? Thôi, không phải rồi, ơi, trời. Có ai không? Con Mận nó xỉu rồi nè. Người đâu rồi? Mận à, Mận à, dậy đi con, dậy đi. Không phải diễn, chết rồi, lạnh gắt à. Người đâu? Ra đây, mọi người ra đây nè, con Mận nó xỉu rồi nè. Phụ tôi cái coi. Chị tỉnh rồi đó hả? Ồ, tôi bị gì vậy cô y tá? Chị có thai. Mà thôi chị cứ yên tâm đi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng nha. Tía. À cô à, chúc mừng ông là cô Mận đã có thai. Bây giờ á, gia đình sắp xếp cho cô nghỉ dưỡng ở nhà để dưỡng cái thai, kèm với việc tẩm bổ và ăn uống. Dạ. Tía. Ông, tôi nói ông nghe nè, bây giờ gạo á thì cũng đã nấu thành cơm rồi. Ông á, nghe lời tôi tác hợp cho hai đứa nó thành vợ thành chồng đi. Vậy chẳng lẽ giờ ông bắt nó đi phá thai? Trời ơi, tội chết đó. Đúng rồi đó tía. Mà bây giờ cái thai nó lớn như vậy á, bộ ông không nghĩ tới tính mạng của nó hả? Đúng rồi đó tía. Tôi không có làm cái chuyện thất đức đó. Nhưng mà thà tôi nuôi cháu thì nhất định là không cưới xin tác hợp gì hết. Trời ơi, nếu mà ông cứ khăng khăng như vậy á, rồi á, cháu của ông nó không có cha nè, rồi á, bà con hàng xóm láng giềng nó còn nhỏ có chữ quan đó, rồi ông nghĩ sao? Tôi thà là tôi nuôi cháu chứ nhất định là tôi không gả cho cái thằng mà sống mà không biết điều, mà cái tật đồ xấu xa như nó. Tôi sẽ đưa con Mận lên Sài Gòn cho nó tá túc ở trển, sinh con ở trển, rồi khi nào lớn tôi bồng về. Cùng lắm là tôi nói nó là nuôi con lụm, chứ còn nhất định không bao giờ tôi gả cho cái thằng khốn nạn đó đâu. Ông hai, cái cha già bảo thủ. Mày suy nghĩ chuyện của con Mận hả? Thôi mày ơi, dù gì con Mận nó cũng tha thứ cho mày rồi, buồn gì nữa. Mận tha thứ mà bác hai không có chịu đâu. Không chịu gì, trước sau cũng phải chịu thôi, sao không chịu được? Mà ông tính tình thiệt, già mà khó khăn dữ, không biết sao. Thì bởi tao nói thiệt á, tao chưa thấy ai mà khó như là ông hai luôn á. Chỉ có ba thằng mình mới chịu nổi ổng thôi. Khó gì mà khó quá, ăn ở cái gì vừa vừa phải thôi, để con cháu nó còn hậu vận sau này nữa. Chứ còn gì nữa, không thấy trời hai ông hả? Tướng thì ốm nhom ốm nhách, xương sống xương sườn lồi ra tùm lum hết trơn. Bữa nào nằm ngủ mà chở mình á, xương nó chọt ra một cái chết bèo nào ông hay. Không phải một cây đâm đâu, mà nguyên một chùm xương đâm vô ổng luôn á. Đúng rồi, già mà khó khăn thiệt á. Thôi, hai thằng bay làm gì nói xấu bác hai hoài vậy? Biết là ổng xấu rồi, thôi đừng có nói xấu ổng nữa. Trước sau gì á, ba thằng mình cũng làm rễ ổng à. Cái chuyện ổng xấu á thì để ông trời ổng nhìn thấy. Trước sau gì thì thiên lôi cũng dòm ngó ổng à. Đúng không? Còn gì nữa? Tao giải cho dòm sớm dùm cái. Quýnh cái sẹt cái trái đừng thui. Hà bá đang dòm tụi bay nè. Tập đem nó xấu tao ha. Bác hai linh dữ bác hai. Bác hai, sao hôm nay bác hai đẹp vậy bác hai? Cái cây mà bác hai đẹp hơn cái cây luôn á. Bác hai khỏe không? Cảm ơn mày. Tụi bay á là thần điêu mà, điêu ngoa quỷ quyệt, dám nói xấu tao ha. Còn cái thằng kia, tao nói cho mày biết nha, lấy con tao có chữa rồi mà còn dám nói xấu tao, tao bất chấp nó có chữa hay không. Từ nay trở đi, tao cấm không bao giờ cho mày gặp mặt nó nữa đâu.
Thành con quan sao bác hai? Kệ mày hả tao? Mụ nổi mày. Bác ơi, trời ơi. Mày đừng có hát nữa mày ơi. Tao buồn quá. Tao nói rồi thấy chưa, kêu Thiên Lôi giờ mộng sớm sớm tí xíu đi, giờ trễ quá làm chi không biết. Mày nói chuyện nhìn trước nhìn sau, tại cái miệng mày không á. Tao ngồi đây sao ông quay lại kìa. Ông quay lại kìa. Gì? Giỡn. Giờ mày còn giỡn được nữa. Mày giỡn vui quá. Chán mày luôn. Trời, tao quay lại thiệt sống mà. Trời. Giờ sao? Dạ không có. Không nói gì nữa không? Dạ không. Bác hai đẹp như đòn bánh tét này luôn á. Biết. Dạ. Ý, dạ con biết. Cái miệng mày thúi luôn. Dạ. Vụ quán bà Mai mà mình chửi bà mất khách sao? Chết. Con lấy đôi dép bác hai ơi. Con lấy đôi dép. Hết hồn. Đừng nó quất mình rồi chứ. Thôi trốn đi chứ bà Mai bà biết là chết luôn á. Ủa dì ơi, sao tự nhiên cô y tế nói là con có thai là sao vậy dì? Ê, quên rồi hả? Quên gì? Kế hoạch tác chiến đó, mình bàn với nhau rồi mà. Nhỏ này. Ờ ha. Làm hết hồn. Ơi nhưng mà đâu đúng. Em hả? Em bị ói rồi em bị xỉu tùm lum luôn mà. Trời ơi ta nói, tại vì bay bị trúng thật cho nên ói mửa tùm lum vậy đó, chứ không phải có bầu. Trời ơi, gì làm con hết hồn. Thì đó, cái lúc mà con ói mửa dì mới nghĩ là ủa cái con nhỏ này nó diễn hay thiệt á. Trời ơi, nó ói mửa tùm lum, ai dè là bị trúng thật, ói thiệt. Ủa nhưng mà rồi vậy dì có nói với tía con dù con có thai chưa vậy dì? Nói rồi nhưng mà thất bại. Lỡ phóng lao thì phải theo lao tới cùng. Bây giờ theo con nha, cứ giữ bí mật này tới cùng với tía đi. Từ từ hả, kiếm cách nói với tía. Nè nha, bây giờ cưng dám nói với tía không? Lạng quạng hả, tía sốc hả, là có chuyện lớn luôn đó. Rồi lỡ 9 tháng 10 ngày sau cây không có đứa nhỏ nào ra hết, rồi tía có bị sốc không? Ha. Gì vậy, sao giờ? Thôi chịu khó ráng đợi thêm thời gian nữa đi, rồi giải thích với ổng. Cái chuyện này nó còn mới quá à. Mà dì chỉ sợ là ổng không chịu hiểu đó chứ. Ủa về rồi đó hả? Thưa tía, tụi con mới về. Mới về. Con thấy trong mình sao rồi, khỏe nhiều chưa? Dạ rồi dì. Tôi thấy như vậy nè. Bây giờ á, để tôi đưa con Mận lên Sài Gòn cho nó ở trên trển, rồi chờ cái ngày sinh nở xong, lúc đó hẳn tính. Chứ để ở đây á, hàng xóm mà biết họ dì nghi còn chết nữa. Không được đâu. Chuyện này á, ông cứ để cho tôi. Dù gì á, tôi là người thành phố, tôi rành rẽ hơn ông. Với lại á, ông là đàn ông mà. Con gái mà đẻ chữa, ông lo không có tiện đâu. Để cho tôi đi. Đúng rồi đó tía. Dì Mai nói đúng á. Bây giờ nha, tía mà đi lâu á, cái xóm này nó xì xào bàn tán, sinh ra nhiều chuyện không có hay đâu tía. Vậy cũng được. Thôi thì tâm sự nhờ bà. Bà lo giùm tôi cái đi. Chứ giờ tôi rối quá rồi. Thôi được rồi, để đó tôi lo cho. Yên tâm đi mà. Thank you.
Ê, ê, dạ, núp lén rình rập cái gì hả? Kiếm ai? Đừng có nói là kiếm thằng Đô La nghe chưa? Nó không có nhà đâu. Bắt đầu từ giờ phút này, đừng tới đây kiếm nó nữa. Để nó có thời giờ đi cua bạn gái, hiểu chưa? Dạ, con... Đàn ông con trai gì mà người ta hù người ta khổ một cái là nhảy đông đổng với đàn bà con gái vậy hả? Ê, nghe nói nè, tôi thấy cậu cũng nho nhã, lịch sự, đẹp trai ha. Thì phải hiểu, hai đứa đàn ông mà đi chung với nhau thì thiên hạ sẽ nghĩ gì? Họ dị nghị, họ dèm pha, hiểu chưa? Làm ơn đi, nếu mà thương thằng Đô La thì làm ơn nghĩ cho nó đi, đừng làm cho nó phải khó xử, hiểu chưa? Dạ. Trời đất ơi, nói vậy rồi khóc hả trời? Con về. Thì đi về đi. Trời đất ơi, về còn lủng cây gì trời? Trời ơi, nó bỏ xuống cũng không phải bình thường nữa. Trời đất ơi, ghê quá. Cầu trời tôi nghi đừng có đúng nha. Trời ơi, mình dòm xem. Trời ơi, nãy giờ mình làm gì vậy trời? Mày uống trà mày phải khà. Mày uống trà mày làm như uống rượu vậy mày. Thằng này mày không có biết. Mày đợi tấm bảnh về nó nói cho mày nghe. Ông già nó đi uống trà với mấy ông kia kìa. Mấy ông kia chỉ vậy đó, uống trà là phải khà. Thì đàn bà nó mới nói mình là uống trà. Vậy mày đó. Nói nó khùng mà mày kêu tao học sách đó rồi tao khùng theo hả? Mày bởi vậy bạn bè bánh. Ủa, rồi mày đi thăm Mận chưa? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi có gặp không mà về sớm vậy mày? Rồi sao rồi? Rồi Mận sức khỏe sao rồi? Ổn chưa? Cô Mận có thai 3 tháng nên ốm nghén, cơ thể không khỏe thôi. Cho nên sáng nay chị em cổ đến đón cổ về rồi. Anh không cần phải lo gì đâu. Tại sao? Hả? Tại sao? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tại sao đối xử mày vậy? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Ai đối xử mày vậy? Tôi giữ gìn lắm mà. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao có thai? Tại sao có thai với đằng nào? Tại sao? Cái gì? Tại sao? Ai có thai? Mận có thai. Mày có thai với Mận luôn hả? Không, Mận có thai với mày luôn hả? Là mày phải không? Là gì? Là mày. Cái thai đó là của mày. Mày đi hả? Của mày. Không phải. Nó không phải tao. Không phải tao. Cái gì? Là mày. Khùng hả? Là mày. Hai thằng tụi mày. Thừa lúc tao đi vắng, Hai tụi mày làm gì Mận? Bẻ Mận. Trời ơi, Mận mà nó bẻ. Mận đâu mà mày bẻ? Hả? Tại sao? Tại sao mày nỡ bẻ Mận của tao? Mày điên hả mày? Mày điên hả? Mày khùng hả? Mày làm gì vậy? Mày nói xàm hả? Mày bình tĩnh lại coi. Bây giờ sao? Mận có thai rồi, bây giờ mày tính sao? Mày giải quyết sao? Không được. Không được. Không được là sao? Tao phải qua. Qua làm gì? Hỏi Mận cho ra lẽ. Tao nhất định. Ê, mày đừng có xiết cổ nó, tao chết bây giờ. Tao phải hỏi Mận cho ra lẽ. Tại sao đối xử tao như vậy? Tại sao? Ê, tao hoang mang quá mày. Ôi trời ơi, cái cô Mận của tôi sao mà buồn hoài vậy nè. Chị với anh Khanh hồi xưa cũng tưởng đâu là gãy cánh giữa đường rồi. Cuối cùng mọi chuyện cũng qua hết trơn, thấy không? Út phải có niềm tin, biết không?
rồi á, mọi chuyện cũng sẽ giải quyết được thôi à. Mọi người trong nhà ai cũng thương Út hết á, nghe không? Em chưa có từng nghĩ nữa là bản thân mình sẽ gặp cái chuyện đó, nó trớ trêu như vậy. Người ta có thai á thì người ta phải giấu, còn em á không có, mà em phải nói là em có. Thiệt ra Tám Bảnh á, chị nghĩ chắc thôi, hoàn cảnh mình mới phải như vậy, em hiểu không? Thật ra chuyện của em với Tám Bảnh á thì mọi người thì cũng biết nói làm sao nữa. Thật ra thì Tám Bảnh xuất hiện như ma vậy trời. Thôi hai đứa nói chuyện đi, chị đi vô nha, chuyện nó còn có đó nha em. Dạ nha. Anh Bảnh. Bảnh cái gì mà Bảnh? Chuyện này là sao hả Mận? Chuyện này là sao hả? Trời ơi, tôi không ngờ, tôi không ngờ tôi làm tính cô là cái đồ xấu trá. Anh nói cái gì vậy? Lần trước cô nói tôi là đồ xấu trá hả? Tôi xấu trá làm sao? Tôi làm như vậy là vì ai? Tôi vì ai? Tôi tin cô là người hiền ngoan, vậy mà tôi phải chịu nhận trái đắng này nè. Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà làm tin, cái gì mà tùm lum hết vậy, em không có hiểu. Cô đừng có giả bộ nghe thơ nữa, tôi không muốn nghe cô nữa. Cô giỏi che giấu lắm, cô giỏi che giấu lắm. Bây giờ cô còn đóng kịch nữa, cô đóng kịch còn tài hơn tôi nữa. Tôi chỉ đóng kịch cho ba cô thấy thôi, còn cô hả, cô đóng kịch cho toàn bộ mọi người thấy hết. Có cái gì thì anh nói ra đi, anh cứ vòng vo tao muốt vậy em không có hiểu gì hết á. Không hiểu hả? Cô không hiểu hay là cô cố tình không hiểu? Lúc nào cô cũng tỏ ra nghe thơ hết, vậy mà cô nói cô yêu thương tôi, đòi hôn tôi, vậy mà cô có người đàn ông khác rồi. Cái thai cô làm sao? Cô nói tôi nghe coi, cái thai cô làm sao? Đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ. Anh Bảnh, anh nghe em nói được không? Cái chuyện đó không có giống như anh nghĩ đâu. Vậy cô thừa nhận có bầu rồi chứ gì? Tôi không muốn nghe cô gì nữa đó, không giải thích gì nữa đó. Ủa, cái gì vậy? Anh Bảnh. Nè, cái gì vậy Bảnh? Ủa, trời, sao mà cái gì mà tự nhiên nó chửi quá trời vậy? Trời ơi, thương nhau mà không hiểu gì nhau hết trơn à. Thôi thôi đừng có khóc nữa bé cưng. Thôi thôi nín. Chắc là Bảnh nó thương em quá cho nên nó mới sốc như vậy. Tại nó không biết chuyện mọi người bàn cho nên nó mới hiểu lầm như vậy thôi. Nín đi chị thương nè, đừng có khóc nữa nha. Thôi không sao đâu, để mọi người nghĩ cách rồi giúp cho em nha. Không sao hết, nghe không? Dì tính á, không đi thành phố, mình chỉ đưa Mận tới một nơi khác ở trong vùng để ở. Nè, cái vụ này á, không cho ông Hai Lợi với thằng Tám Bảnh biết nha. Thôi dì, không được đâu. Tại vì trong vùng này chỗ nào Tí Công cũng biết hết trơn á. Để mà Tí phát hiện ra là lúc đó tiêu luôn á. Thôi tốt nhất là đi thành phố đi dì. Không có được, lên thành phố bắt hai ông cũng lên tới nữa. Ông hay lắm, bây giờ con nghĩ là đưa lên núi đi. Đường đi hiểm trở nè, với lại ông không biết đâu, mình xây cái am cho nó ở trên đó. Thôi đi, tự nhiên cứ đi lên núi à. Em thấy vậy nha, tụi mình đi ra biển đi. Ra biển nè, vừa đẹp mà vừa mát nè nha. Rồi chiều chiều mình đi ra tắm biển nữa. Lãng rồi đó, lãng xẹt rồi đó. Tự nhiên đi tắm biển đâu ngoài đó. Ta đang bàn chuyện trốn đi. Chứ mắc mới giờ lên núi. Mấy đứa con yên tâm đi, cái chỗ này á, đảm bảo là ông Hai Lợi ông không biết đâu. Với lại á, ở gần đây đỡ tốn kém hơn, còn tụi bay gần gũi á, dễ gặp nhau để bàn bạc hơn. Với lại á, để coi tình hình sao á, rồi mình tính tiếp. Sao buồn vậy? Thấy tôi mà sao không nhìn mặt tôi được một cái nữa hả? Hồi nãy á, tôi gọi điện thoại cho mấy người không được, nên tôi qua nhà. Ai về đâu. Tôi gặp má Đô La. Hả? Sao gặp má tôi hả? Rồi má tôi có nói gì không?
Bác gái kêu tôi á, tránh xa mấy người ra đừng gặp mấy người nữa, để cho mấy người có thời gian đi hẹn hò gặp bạn gái. Rồi bác gái còn nói với tôi á, là con trai với nhau đừng có nên chơi thân quá. Người ta dị nghị. Vậy là má tôi biết chuyện gì rồi đó. Hả? Sao biết được chứ? Tôi cứ tưởng là bác gái vô tình nhắc trúng thôi, sao mà biết được. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà qua lời má tôi nói, chắc có lẽ là má tôi đang nói bóng gió về chuyện hai đứa mình đó. Chết rồi. Vậy bây giờ á, tụi mình mà có gặp nhau á thì phải cẩn thận hơn. Thôi, bây giờ tạm thời mình nên giảm gặp nhau đi, để cho chuyện này lắng xuống rồi tính tiếp ha. Tám Bảnh á, không có biết kế hoạch của tụi mình, cho nên á là út mộng quá trời luôn. Tội nghiệp, nhỏ giải thích sao cũng không chịu nghe. La nhỏ nhỏ khóc hả? Trời, ta nói hả, con mắt xưng chà bá vậy nè. Trời, bình thường mắt nó đã bự rồi, bây giờ xưng mắt nó bự hơn nói, nữa hả? Trời, bây giờ không biết sao, thương tâm lắm. Trời ơi, vậy hả? Vậy là không được đâu mẹ ơi. Mình phải tìm cách để giải quyết cho hai đứa. Lỡ bác hai không chia cách tụi nó, mà hai tụi nó tự xa nhau trước á. Tội nghiệp con út mận nhà mình gì đâu luôn á. Mấy bữa nay thấy nhỏ ốm, thấy thương luôn à. Tự nhiên cái phải chịu oan ức. Gì vậy? Oan ức đó. Trời ơi, làm anh đệm cho anh... câu chuyện nó sôi động lên. Anh này, lúc này nó ốm dữ lắm hả? Ủa, thấy chết thương rồi. Lắm. Sao nó ốm hay vậy ta? Mọi người cũng chỉ vì thương cho con Mận với lại thằng Bảnh thôi. Mà ai ngờ cái thằng quỷ thằng Bảnh này nó hồ đồ á, chưa biết ất giáp gì hết, chửi con ta vậy á. Vậy là chuyện không đơn giản như tụi mình nghĩ rồi, càng ngày càng phức tạp. Bây giờ mình không giải quyết nhanh á, loạn hoạn hai cặp tụi mình cũng bị chia cách luôn á. Rồi nghe, đã vậy á, mọi người cũng chỉ vì thương cho con Mận với lại thằng Bảnh thôi. Mà ai ngờ cái thằng quỷ thằng Bảnh này nó hồ đồ á, chưa biết ất giáp gì hết, chửi con ta vậy á. Vậy là chuyện không đơn giản như tụi mình nghĩ rồi, càng ngày càng phức tạp. Bây giờ mình không giải quyết nhanh á, loạn hoạn hai cặp tụi mình cũng bị chia cách luôn á. Rồi nghe, đã vậy á, dì Mai còn bị giả lây nữa. Cái thằng nó hại biết bao nhiêu người trong cái làng cái xã này. Thế rồi cái, sống mà không có lợi ích gì cho xã hội hết trơn. Nhiều khi mình kêu nó đi thật xa mà nó không chịu đi. Bởi vì mới nói hoài mà không chịu nghe. Nó về được kìa. Dạ thôi tụi em về nha, tụi anh ngồi chơi vui vẻ nha. Bảnh, đứng lại. Đi đâu đó? Về nhà. Không được về nhà. Tại sao? Ở đây không phải là cái nhà sao? Không. Nhà của Tâm Bảnh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại có cái này đối xử với tôi như vậy? Mày có bầu hả? Hả? Đi về đi. Tôi làm cái gì? Đi về đi. Tôi đã từng làm cái gì? Ở đây chắc bị điên heo luôn á. Thôi về. Tôi đã chiều chuộng hết sức rồi mà. Tôi mặc đồ đàng hoàng mà, tóc như trẻ ai mái điềm đạm mà. Hồi đó có trẻ ai mái gì đâu. Ừ. Hồi đó gom lại một cục. Đẹp. Đẹp trai ớn không? Đúng. Bây giờ trẻ hai mái giống chó lông xù. Ôi, trẻ hai mái sao giống chó xù được mày? Giống con chó Nhật mẹ ơi. Buồn quá. Giờ sao? Ê, mày uống thuốc độc hay gì vậy? Cái lọ gì mà nhìn kỳ vậy? Rượu. Tao chiết ra chút xíu à. Bà bán rượu không bán cho tao nữa. Bà nói tao sẽ nè. Nè, bây giờ nói xong chưa? Uống xong chưa? Để đây ngồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Mày tính chết luôn hay sao à? Mày uống rượu gì mà uống tối ngày vậy? Nè, tao nói cho mày nghe, cái vụ mà con Mận có thai á là giả thôi, chứ không có thiệt. Cái gì? Mày nói cái gì? Cái đó là cái bầu giả hả? Cái bầu giả. Trời ơi. Vậy là sao hả? Có nghĩa là vậy. Tao, thằng Khanh, Hai Lê, Ba Đào với lại Út Mận suy nghĩ cách làm sao để cho bác hai không chia cách mày với Út Mận nữa. Nhưng mà không có cách. Chỉ còn một cách duy nhất
là Út Mận phải giả là có bầu, có thai, để làm sao bác hai nghĩ là hai đứa bay có con với nhau, để cho hai tụi bay đến với nhau. Mày á hồ đồ lắm. Bên cạnh người mình yêu á thì mày phải biết nghĩ cho nó. Hai đứa bay yêu nhau lâu vậy rồi thì tin tưởng nhau chứ. Chứ yêu mà nghi ngờ nhau tùm lum vậy sao được. Trời ơi, vậy là thằng Tám Bánh hoàn toàn là tám bậy rồi sao ta? Mày bậy toàn tập. Đúng rồi, tôi nói với Mận lúc nào cũng thương tao, Mận lo lắng cho tao mà. Có bao giờ mà Mận gian dối tao một lời nào đâu. Sao tao nở lòng nào mà đi nói Mận như vậy? Mày vừa nhận ra vấn đề chưa? Tao đúng là không phải là thằng đàn ông mà. Trời ơi, Tấm Bảnh ơi, mày điên thiệt rồi Tấm Bảnh. Mà tao nói con này cũng thừa thôi, cái làng này mày điên nhất mà. Tao chỉ đứng vậy thôi. Mày vui mày cũng uống, mà bây giờ mày buồn mày cũng uống, mày ngộ ra vấn đề mày cũng uống rượu, mày muốn chết thiệt hả? Tụi bay em đi. Cũng tại tụi bay không à? Vì tại tao. Biết chuyện mà không nói với tao. Tại định nói mày rồi, nhưng mà sợ mày làm lộ chuyện sao? Uổng công tao thương tụi bay, uổng công tao đầu ấp tay gối với tụi bay. Tức quá, để cái nhà cho tụi bay ở luôn á. Giấy tờ đâu? Giấy tờ không có giấy tờ gì đó. Mày nhây lắm. Tao đi. Ê, bỏ nhà đi, không để giấy tờ lại sao bán? Tao đi tìm Mận của tao. Đi tìm Mận hả? Tao đi. Ê, Bảnh, chúc bạn may mắn nha. Thôi kệ đi mày ơi. Nó đi tìm Mận, chắc là nó biết lỗi rồi, nó qua nó nói chuyện với Mận, mày thấy chưa? Nói chuyện thằng Tấm Bảnh này phải dập nó như vậy nó mới ngộ ra vấn đề. Mận ơi, Mận. Mận ơi. Mận ơi. Mận à. Mận ơi. Hey, kiếm ai dạ? Ai vậy? Không có thấy. Thấy chưa? Đào á, cái lỗ nhỏ xíu, thấy cái lỗ mũi em không à? Kiếm ai? Kiếm Mận á. Ủa, kiếm Mận hả ta? Hình như nhớ đi. Hôm trước có ai kia chửi bới con Mận nhà này lắm mà ta. À, tới kiếm tí tôi chứ gì, để tí tôi ra đây quýnh anh chứ gì. Tí ơi. Nhưng mà, thôi mà, cho gặp Mận đi, xin lỗi mà. Đào cho gặp Mận xin lỗi đi. Mận nó không có ở nhà, nó đi chơi rồi. Vậy biết Mận đi đâu không? Không biết. Vậy chừng nào Mận về nói cho tôi gửi lời. Không có rảnh. Không rảnh sao đứng đây, có thể làm cái gì đâu. Cho gửi lời giùm tôi đi. Mận ơi. Đào, nè, sao em không để cho Tấm Bảnh vô trong nói chuyện? Thôi, thấy ghét lắm. Hai không nhớ hả? Hôm trước tới đây hả, sĩ giả chửi bới con Mận nhà mình đó. Em là em không có chịu cái tính vậy rồi đó. Chưa có biết gì hết trơn á, mà làm mầm mỉ lên. Em thấy ghét, không cho gặp mặt luôn, cho chừa cái tật đó luôn đó. Biết như vậy mai mốt á, mình khỏi cho vô. Sao vậy? Cho hai đứa cạch mặt nhau luôn. Trời ác dễ sợ luôn á. Tính ra em là Tấm, con chị mới là Cám. Thì đó, chị em mình xứng đôi mà. Nè, sao ông không uống nước đi? Tan đá hết trơn rồi. Không biết tôi làm sao á, mà con cái tôi á, nó cứ làm cho tôi đau lòng hoài vậy, không biết. Hết chuyện con Lê rồi, bây giờ tới chuyện con Mận. Rồi mai mốt không biết là tới phiên con Đào sao đây nữa. Chắc kiếp trước tôi ăn ở làm sao á, mà tới giờ này còn tôi đứa nào cũng có chữa trước hết. Thôi, ông đừng có nghĩ tới nghĩ lui rồi buồn rầu rồi sanh bệnh nữa. Bây giờ con Lê với thằng Khanh nó ổn rồi, còn con Mận với thằng Bảnh nó quen nhau lâu rồi mà. Quen nhau lâu thì lâu chứ, đâu phải quen nhau lâu là phải như vậy mới được. Thì chuyện đã rồi, bây giờ ông tính là tính chuyện tương lai đi. Chuyện đó cũng đã lỡ rồi mà. Thôi, bà
ráng cố gắng giúp tôi đi, giống như bữa hôm bà bàn với tôi vậy đó. Thôi ông cứ để chuyện đó tôi tính cho. Hôm nay không hẹn hò gì sao? Ở nhà đang lên vậy bà? Trời ơi, bây giờ nhà của bên ảnh á, căng lắm. Tụi tôi tạm thời là không gặp nhau, cho nên tôi rảnh ở nhà học đan những cái mẫu mới để đan khăn tặng chảnh nè. Ủa, mà chuyện của Mận với tấm ảnh làm sao rồi? Sao tôi nghe đồn cậu có thai đúng không? Chỉ giả bộ thôi hiểu không? Giả bộ? Trời ơi, tức là mấy người hù nhau gạt bé Hai Lợi vậy hả? Im coi, cái gì mà bà hải vậy? Ông mà biết được cái chuyện này là tiêu luôn đó. Cái miệng như cái mồm vậy đó. La 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 la. Cái miệng cái mồm là một mà. Mọi người á, người ta thống nhất là không có nói ra rồi. Bây giờ tía tôi mà biết là ông nói đó. Không, tôi không nói nha. Tôi thề luôn, tôi thề là tôi không nói. Tôi không nói, tin tôi đi nha. Dì cha bà lên trển, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không? Tôi biết rồi mà, ông đừng có lo quá. Mọi việc phải cẩn thận đó. Tôi biết rồi. Tía, tía về đi, con với dì Mai đi được rồi. Thôi, tới đây hai dì cháu tôi ra bến xe được mà. Thôi ông... thì khi nào dì cháu bà lên xe tôi về. Tía. Tía, đúng rồi đó, trời nắng quá trời luôn à, còn mấy bước nữa tới bến xe rồi. Ừ, để đúng dì rồi. Mai đi đi. Ông về nghỉ ngơi cho khỏe đi mà, để tôi lo cho nó cho. Lo cho nó giùm tôi nha. Ừ, tôi biết rồi. Với bà cũng giữ sức khỏe đó. Rồi. Mà nè, lên tới trển á, nhớ điện về cho tôi hay nghe không? Ừ, tôi điện liền. Con về nha dì. Ừ, bye. Nhớ gọi về nha. Biết rồi. Nhớ giữ sức khỏe nghe không? Ừ, tôi biết rồi, ông cũng giữ sức khỏe đó nha. Đi về đi tía, con biết rồi mà. Thôi đi tía, đi về tía. Con đi nha tía. Sao kêu chở ra bến xe để lên thành phố? Tôi xin lỗi, tại vì cháu tôi nó ói phải không con? Nó ói. Đó. Đi nữa là nó dằn, nó sốc, nó ói. Làm ơn cho xuống đây đi nha. Làm ơn đi. Rồi. Nhưng mà trả cái nón bảo hiểm lại đây. Trả nó. Đưa cho em cái giỏ cái anh. Đây, tiền xe đây. Mấy chú thông cảm giùm nha. Thông cảm. Được, không sao đâu. Rồi, thôi đi. Bây giờ sao vậy? Đi theo gì? Đi. Đi theo gì? Đi. Gọi tên anh nữa. Anh không phải là thằng Bánh đâu. Anh bây giờ là thằng Bèo rồi. Nè, làm gì mà thất tình mặt vợ phạt thế ghê vậy? Còn sao nữa, hoàn cảnh của anh như vậy em biết mà, buồn lắm.
Thôi đừng buồn nữa, em có này cho anh nè. Gì? Tên tên. Anh đâu có sổ mũi đâu mà đưa giấy chi vậy? Nè, nói cho anh biết bí mật nha. Tí em á hả, sợ mọi người biết chuyện của Mận cho nên á hả, đưa nó lên Sài Gòn rồi. Hả? Còn đây á hả, đây là địa chỉ của Út Mận ở trên Sài Gòn nè. Có ai thương Út Mận không? Ai thương Út Mận á hả, thì lên Sài Gòn kiếm đi. Đưa anh. Trời ơi, Út Mận lên Sài Gòn thiệt hả? Thiệt mà. Anh thương nó không vậy? Thương. Ủa, đây là số di động của người tìm ra Út Mận hay sao mà sao số nhiều như vậy? Cái này là địa chỉ. Địa chỉ trên Sài Gòn nó nhiều sẹt vậy đó. Trời ơi, sao nó mà sẹt giống là mấy cái ô mà mình chơi cờ caro vậy? Rồi sao giờ có thương nó không? Người ta nói hả, thương nhau mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Không biết ai kia có chịu nhiều sẹt vậy có đi không ha? Đúng rồi, mấy sông cũng lội, mấy xuyên cũng qua. Anh sẽ đi, nhất định sẽ đi. Ừ. Anh đi nha. Ê, anh. Khoan. Nhưng mà cái chuyện này á, không có ai biết nha. Yên tâm đi, anh không cho ai biết hết trơn á, ai hỏi anh mới nói thôi. Anh đi nha. Anh Khanh hỏi, anh Hải hỏi, cô không được nói luôn nghe chưa? Rồi, anh sẽ không nói cho ai nghe hết. Ủa, vậy mà sao vậy? Anh phải chịu hả, im lặng vậy đi mới chứng minh được cái tình cảm mà anh dành cho Út Mận chứ. Phải âm thầm lặng lẽ không cho ai biết được, đúng không? Đúng rồi. Chán sẽ là phải âm thầm làm việc lớn. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh đi. Ê, nhãn hướng này mà. Đúng rồi, phải chuẩn bị đồ trước xong mới đi. Bỏ tay mà chăm sóc tao gì kỹ vậy? Thì mày đang tâm trạng mà, tao phải chăm sóc mày kỹ chứ. Chứ để mày nghỉ quẩn sao? Được rồi, tao đủ đẹp trai rồi. Ê Bảnh. Mày với con Mận á, làm lành cho mày. Ừ. Chưa. Chưa mà sao mà không thấy mày u sầu, phiền muộn, não nề, sâu lắng gì hết vậy? Thôi vậy đi, tao cũng mừng rồi. Để cho tao với thằng Khanh khỏi mất công phải canh chừng mày nữa. Tao buồn ngủ rồi. Ngủ à? Rồi mày ngủ xong thay đồ không nội? Mặc đồ vậy ngủ cho nó mát. Vậy hả? Ừ. Thôi ngủ đi. Nè, cầm cây lược ngủ cho ngon. Ê Hải, gì mày? Mấy bữa nay tao thấy nó sao sao mày. Bây giờ nhìn nó kỳ quá. Bây giờ mày mới thấy hả? Nó kỳ từ đó giờ rồi. Cái nhà này là nó kỳ nhất. Hay nói sâu xa là cái làng này á, nó là người kỳ nhất. Nhiều khi người ta nói nó khùng á. Tao nè, ở chung với nó riết tao bị nó lây rồi nè. Tao ngủ người ta không có điếc ngoài. Thôi ngủ đi, nó nghe đó. Thôi ngủ đi. Ngủ rồi. Mày lạnh lắm phải không? Đắp mền đi, cho nó ấm. Nóng quá mày. Thank you.
Dậy. Gì vậy? Đang ngủ mà. Thằng Bảnh nó mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, sao tao biết được mày hỏi tao? Tao cũng ngủ giống như mày mà. Cái thằng này thường ngày nó dậy trễ lắm, đâu có khi nào dậy sớm như vậy đâu. Tao sợ nó có chuyện gì đó mày ơi. Trời ơi, hơi đâu mày lo cho nó. Mày ơi, nó lớn rồi, nó biết lo thân cho nó. Với lại nó là thổ địa ở đây mà, làm gì có vụ mà nó đi lạc mà mày lo cho nó không biết. Mà hồi tối này á, tao thấy nó khác thường lắm mày. Tao thấy nó sao sao á. Thôi mày đừng có lo nữa, kể đi, không sao đâu. Thằng này thiệt, cứ đang ngủ kêu vậy tỉnh luôn rồi nè. Thằng suốt ngày mặt luôn. Cái thằng này đi đâu vậy ta? Kỳ á, tấm ảnh đâu tới đây đâu hen. Nó đi đâu từ sáng giờ không liên lạc được với nó. Không biết là có bị bắt cóc hay là bị cái gì không nữa đây nè. Trời trời, ủa thiệt tình là kiếm ông ra ảnh luôn hả? Kiếm không có ra nó. Vậy là mày đi nhớ đâu không? Hồi tối á, nó nằm với mình là tao thấy nó không bình thường rồi. Hình như nó đang giấu mình chuyện gì đó. Thì tao biết nó không có được bình thường, nhưng mà mày thấy hàng ngày nó có được bình thường đâu. Cho nên hồi tối tao thấy cái chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà hồi tối nó bất bình thường hơn mọi ngày. Ôi trời ơi, mấy người lo làm gì vậy? Ông Tấm Bảnh á hả? Vừa xấu mà vừa khùng nữa, ai thèm bắt cóc ổng đâu lo. Trời đi ơi, vòng vòng trong xóm nè, chút về thôi à. Không dám đâu, nhiều khi nó hàng hiếm rồi người ta bắt nó, người ta ngâm rượu nó rồi sao. Nó không được đẹp nhưng mà nó lạ. Bây giờ sao ta? Ủa vậy rồi ổng đi đâu ta? Chết rồi. Ai chết? Gì vậy? Chết rồi. Vụ gì? Không lẽ ảnh đi lên trển thiệt còn hả ta? Lên trển? Trển là lên đâu? Ý em là nó đi về nơi xa luôn đó hả? Không phải. Ý em là vậy nè. Là ngày hôm qua em có lỡ thử lòng ổng. Em nói xạo với ổng á là cô Út Mận nhà mình nó đi lên Sài Gòn, cái em đưa địa chỉ ma cho ổng. Có khi nào khốn gói ổng lên trển ổng kiếm Út Mận không ta? Trời ơi Đào, sao em giỡn cái gì quá đáng vậy? Thiệt á, em giỡn cái chuyện gì mà tà lao mới lao quá vậy? Ai biết đâu à, thì em tính thử lòng ổng coi ổng có yêu con Út Mận nhà mình thiệt tình không. Trời ơi, sao ổng yêu? Thằng Tấm Bảnh là nó yêu con Út Mận nhất luôn á. Em biết không, vì con Út Mận mà nó sẵn sàng thay đổi mái tóc của nó luôn á. Chết rồi, có khi nào lên trển cạo đầu luôn không? Trời ơi, không lẽ nó chích bờ chích bụi ở vỉa hè, đường phố ở trển hay sao trời? Giỡn sao? Làm sao anh biết làm sao bây giờ? Làm sao? Mày mới bị chửi giờ mày hỏi nữa hả? Xin chào. Em chào hai chị. Hello, còn hai anh nữa nè. Không thèm. Trời, ủa? Nhớ nha, tôi mua đồ ăn rồi nha. Trái cây nữa nè. Đem lột cho. Nè. Sao bây đi không rủ thằng Bảnh đi với nó ở nhà, chắc nó sốt ruột lắm đó. Thôi dì ơi, bây giờ nó đi thành phố tìm Út Mận rồi. Vậy hả? Đây nè, mọi chi tiết xin liên hệ với nàng này rồi sẽ rõ. Nói hoài luôn á. Thì tại em lo, không biết là ông Bảnh có thật lòng với Út nhà mình không. Phải thử lòng ổng chứ. Đúng rồi. Rồi đưa đại địa chỉ ma cho ổng lên Sài Gòn kiếm Mận rồi. Đợi nó đi, 3 năm nữa nó mới về tới. Nhưng mà nào giờ ổng có lên Sài Gòn đâu. Rồi lỡ lên đó ổng lạ nước lạ cái rồi ổng bị gì sao? Yên tâm đi, không ai dám làm gì nó đâu. Thấy nó người ta chạy rồi. Nó đi rồi nó cũng biết đường mò về hà. Nó già gần chết rồi con ơi. Lo gì? Ăn đi đừng lo nữa. Nè hai. Tía bé nhà sao rồi? Dạ, tía con buồn lắm gì. Mọi lần có gì ở nhà thì còn có người nói chuyện, còn giờ không có ai hết á. Thấy thảm dữ lắm.
Phải chi mà ông đừng có cố chấp. Ông chịu hợp tác thằng Bảnh với con Mận thì ông đâu có buồn. Mà ông đâu có phải ở nhà một mình như vậy. Rồi nguyên đám tụi bay đâu phải trốn vô đây. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Ây da, trời sập. Gì vậy? Ai vậy? Ủa Bảnh. Trời ơi, Tám Bảnh. Phải mày không Bảnh? Sao mày ra nông nổi vậy? Mày bị gì vậy? Hả? Tao bị người ta hãm. Cái gì? Trời ơi, nó bị hãm. Mày dùng từ nhẹ nhàng thôi, mày nói vậy nó đang đau lòng. Nó nói mày vậy tao có biết thôi, đâu. Mày để tao. Mày bị người ta cưỡng bức hả? Trời, cái quân nào mà nó khốn nạn, nó dám cưỡng bức Tám Bảnh. Tao bị người ta hãm hại. Ủa là sao? Vì cái địa chỉ nhà. Nghĩ sao mà cái hẻm mà nó ghi 17 cái xuyệt. Rồi tao tìm tới nhà, nó mở ngoặc nó ghi số cũ, đóng ngoặc. Rồi sao? Tao phải tìm lại số mới ngay từ đầu. Đã vậy còn bị nhỏ kia nó hãm nữa hả? Hại đời tao. Nó quýnh tao bầm con mắt. Sao đời tao khổ quá vậy? Đó mày coi, coi cái địa chỉ nè. Cái quân nào viết địa chỉ cho mày vậy? Cái tờ giấy nó bình thường, nó không viết, mà nó viết vô tờ giấy chậm mồ hôi vậy. Mà cái địa chỉ tao nhìn á, tao muốn đuôi con mắt luôn á. Cái gì mà sẹt từ lưa vậy? Lưa sẹt vậy? Làm sao mà nó tìm ra? Mận ơi. Cái gì? Hai. Chứ anh yêu em tiếng Anh nói làm sao? I love you. I love you. I love you. I love you. Ê mày nói tiếng gì mà ra tiếng giống Campuchia rồi mày ơi. Kệ nó đi, nó muốn nói gì nó nói. Nó đâu kể mày nghe là Sài Gòn tao bị. Sao? Anh Chú. Ờ. Chú biết cái chỗ này không? Dạ cảm ơn chú. Ờ. Quê. Đi xe không đại ca? Hả? Xe hả? Dạ. À, biết cái địa chỉ này không ạ? À? Biết. À, từ đây mà đến đó là bao nhiêu tiền xe? À, 50 ngàn. Cái gì 50 ngàn? Tại xa lắm, qua 4 năm cái ngã tư là ông nội. Là mắc quá ông đi đâu? Ồ, vậy 40 đi ông. 40? Ừ. Còn đây 15 ngàn sao đủ tiền đi? Thôi để đi bộ. 15 ngàn hả? Vậy đi à. Luôn, mở hàng luôn. Từ 50 xuống còn 15 ngàn. Ừ, mở hàng luôn cho. Ờ, à, đi đi, đi lẹ đi. Đậu lên đi ông. Đưa tiền luôn đi. Lấy tiền trước cho chắc. Đưa trước tiền luôn hả? Ừ, lấy trước tiền luôn. Thời buổi giờ ghê lắm. Chạy vậy rẻ ông nội ơi. Có 15 ngàn. Tao đúng cái địa chỉ này nha. Rồi. Ừ, ngồi dẫn vô. Tao hai lúa hả mày? Tao là Tám Bảnh nha mày. Tao còn dư 15 ngàn đó. Ủa? Cười gì anh? Đâu có. Ờ.
Ủa sao gần đây vậy? Tới rồi. Tới rồi hả? Tới rồi. Ơ chạy cái nón, chạy cái nón. Ủa anh, cái phòng trọ này xây theo cái dạng đình hay dạng miếu gì á? Sao có hai cái cột bự quá vậy? Cái này phòng trọ gì? Cái này là cái nhà hàng, khách sạn tao nội. Khách sạn nhà hàng đó hả? Ừ. Ok, trong đây, là cái này là cái địa chỉ phòng trọ. Tôi đâu biết, hồi nãy anh kêu chở tới cái đường này thôi chứ đâu có kêu chở tới cái địa chỉ này đâu. Không phải, cái này là cái phòng trọ mà. Tôi đâu biết, hồi nãy anh kêu chở tới cái đường này thì tôi chở anh tới đúng cái đường này thôi. Rồi tôi đưa anh 15 ngàn rồi đó. 15 ngàn là tới cái đường này thôi, còn cái địa chỉ này phải thêm 15 ngàn nữa. Cái gì? Tại cái địa chỉ này nằm ở cuối đường dưới kia kìa ông nội. Thêm 15 ngàn nữa hả? Ừ. Thôi anh dạng quá, tôi không đi đâu. Ông đi thì chả nó đây. Mà tôi nói cho biết trước nha, ở đây khó đón xe mà ăn cướp nhiều lắm đó nha. Anh có gì anh ráng anh chịu nha. Tôi thương anh, tôi nói anh vậy thôi đó. Sao giờ đi không? Bà chắc chắn mà phải chở tôi tới cái đường này, cái địa chỉ này nghe chưa? Chắc chắn tới địa chỉ này luôn. Rồi nhớ nghe chưa? Ờ. Thôi đi đi. 15 ngàn đây. Sao nhớ dài vậy? Trời sao quên được, tiền mà. Nè. Trời ơi, tiền mà dò lộn vậy đó. Leo lên. Lẹ đi. Mày tưởng mình nói giọng gió tao không nghe hả mày? Vô chạy sao có gió anh? Không, không có gì hết, dịnh vô đi ông nội. Ờ. Rồi, tới rồi đó, xuống đi. Còn tới rồi hả? Ừ, tới rồi. Đâu? Đó, trong trọng đó. Trong đây hả? Ừ. Về Sài Gòn cũng ngộ ha. Ở ngoài trước là nhà bự 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 không mà, vô đây toàn là nhà nhỏ nhỏ không mà. Đâu gì đâu ngộ. Tiền to thì nhà to, tiền ít thì nhà nhỏ. Không có tiền thì ra ghế hàng ngủ. À, dịu đi nha. Ê, 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 ê. Tôi đưa rồi mà. Cái nón. Cho xin 5 ngàn mua ổ bánh mì được không anh? Trời ơi, đi một cái muốn sụm cái giò luôn. Không thấy cái nhà nào ra cái số này hết. Trời, cái đường Sài Gòn vậy đâu mà toàn là giống như mê cung vậy. Không giống như đường quê đi có bờ đê cái tới nơi à. Trời ơi là trời, biết đi đâu về đâu đấy. Tâm bệnh là tâm bệnh. Về đây sao mày bèo dữ vậy Bánh? Mận ơi. Ở đây. Trời ơi, sao mà nằm ở ngoài đường ngủ vậy trời? Thiệt tội nghiệp à. Chú ơi, dậy dậy cho tôi mở cửa. Dậy, dậy đi cho tôi mở cửa. Dạ. Đi kiếm chỗ khác mà ngủ đi. Dạ dạ dạ, con xin lỗi. Dạ xin lỗi, con đi liền. Trời ơi, cái ba lô của con ở đây đâu rồi gì? Ai biết đâu. Cái ba lô đâu rồi? Trời ơi, ba lô đâu rồi? Trời ơi, lấy cái ba lô của tôi rồi. Trời ơi. Bánh ơi là Bánh, trời ơi là trời, sao lại vậy, mất hết rồi. Rồi, mất đồ hết rồi hả? Mất hết rồi, tính đem mấy bộ đồ đi cầm để có tiền đi về quê. Bánh ơi là Bánh ơi.
Trời ơi, tội nghiệp quá trời. Nè, cho 50 về xe. Cầm đi cậu. Vậy giờ con 50 thiệt hả? Ờ. Lấy đi. Thanh niên mà ra đường không có tiền á thì kỳ lắm. Dạ. Cầm đi. Con cảm ơn gì? Ờ. Con cảm ơn gì? Ờ. Con cảm ơn gì? Không có gì đâu. Sài Gòn cũng còn người tốt chứ bộ. Con cảm ơn gì? Ờ. Cảm ơn gì nha. Ờ. Mày tính gì gái mày? Mày nè. Tao quá trời chết rồi. Bỏ nha mày. Trời. Bỏ nha không? Chơi sờ mà mày. Mày nè. Bỏ nha. Lỗi chị. Tại cái tướng gì giống người yêu của em tên Mận thôi. Ai ngờ cái mặt của chị mẹt như vậy. Cứu tôi với. Tội nghiệp mày thiệt á. Mày tuy là xấu, mỏ mày nhọn, môi thì mỏng, đầu thì bự, mắt thì cụp. Nói chung mày không có cái gì mà hấp dẫn cái giới thứ hai hết, là phụ nữ á. Nhưng mà được cái mày sống tình cảm, yêu hết mình. Trái tim mày không bao giờ quá đá hết. Thôi được rồi, để tao với thằng Canh sẽ giúp mày tìm cách đưa mày đi gặp Mận. Cái gì vậy? Mày biết Mận ở đâu hả? Mận thiệt hả mày? Thiệt hả tụi mày? Ừ. Mận ở đâu vậy? Hả? Nói cho tao biết đi, Mận ở đâu vậy? Hả? Ông nội, con nói để con giúp ông thì phải từ từ. Công nhận, không ngờ cái môi mày dày như vậy. Mà mày tốt với tao quá. Cảm ơn mày. Trời ơi, chết tao. Ở đâu vậy? Vô đi, tao đưa mày vô thiên đường. Đó, đã tới thiên đường. Thiên đường gì có cái xác nằm vậy? Không, mày lầm rồi. Đó là một nàng tiên ngắn. Dở mền đi, sẽ thấy. Không, không cần tiên ngắn. Tao chỉ cần Mận của tao. Không có trái cây nào làm cho tao có cảm giác nữa hết. Mày vô đi. Mày bình tĩnh lại đi. Hái Mận đi. Mận. Ai kêu vậy? Để yên cho tôi ngủ á nha. Im á. Mạnh kêu. Welcome. Hai đứa này nó chạy đi đâu vậy ta? Chắc là có chuyện gì giấu tôi rồi. Xe ôm đâu? Xe ôm. Dạ. Đây con. Dạ. Đi đâu chú? Chạy mau theo. Dạ. Đi đường này. Dạ. Anh với em người cảm cái. Đã lắm. Anh này kì. Trời ơi, bài đặt có gì đâu mà ăn xoài. Nhường qua nhường lại kén rồi ha. Nhưng mà ít nhất cũng có xoài cho ăn chứ bộ. Ơi mà tao ăn xoài là kiểu mới à. Nè bây giờ là người cạp cái. Cạp cái xong còn cái cùi tút lên tút xuống đã lắm. Được còn cái cùi để lại mai mốt ăn sau ha. Ê mày, vợ nó đang bệnh á mà cho ăn xoài. Rồi đau bụng sao? Không có, nó đang tưởng tượng là
có thai đó. Nó tưởng tượng, tưởng tượng mà ăn thiệt không à. Tao phóng con dâu cái là mày dính nha Hải. Khoái lắm, nhìn cái mặt mày có bộ khoái lắm đúng không? Mận mận, chị Đào á, có mua đồ cho em nữa nè. Ê, đủ hết nha. Đủ hết luôn. Có cháo gà nè, có hả thịt heo quay tùm lum tùm lá hết trơn á. Mấy cái đồ mà em cần á là tụi chị quá mới... lắm rồi hang. Hứa Tiết. Bác bác hai. Trời. Dám lừa gạt tao hang. Dám lừa gạt tao đúng không? Bà dám. Tôi thôi thôi, tôi xin ông. Ông đừng trách tụi nhỏ. Cái này là do tôi bày mưu sắp xếp hết trơn á, tụi nhỏ không biết gì hết á. Ông có trách mắng gì tôi thì ông trách mắng đi. Tôi chịu bà hết. Bà là lớn. Bà còn lót đường cho hưu chạy. Tao nói cho mày biết nha. Mày dám lừa gạt tao nha. Từ nay trở đi nha. Mày không là con của tao nữa. Tao tự mày luôn. Tôi xin lỗi Tiết. Thôi im ra hết. Không có tía má gì hết. Từ nay trở đi, tụi bay cứ coi như là tao không còn cái cõi đời này nữa. Bác Hai, chết rồi, lần này lớn chuyện thiệt rồi. Bình tĩnh đi con, bình tĩnh để dì tính. Bình tĩnh. Ông lúc nào cũng vậy hết, sao sống nổi. Tụi bay bình tĩnh, để tao suy nghĩ coi. Tiêu rồi tụi bay ơi. Tưởng đâu làm lành với ông hai. Bây giờ chuyện của tao đã hết đường cứu chữa, vô phương cứu trợ luôn. Làm sao tao làm rể của ông hai được đây? Không còn cơ hội. Mày không làm rể ổng được, chứ đâu phải mày không làm chồng của Mận được. Hai đứa bay yêu nhau thì cứ ráng đến với nhau, cứ quyết tâm là được thôi. Thì từ từ á, Bác Hai cũng siêu lòng thôi. À, tao thấy nó có lý á. Mày đừng có đầu rỉ nữa. Nào ngờ tình yêu trăng trở, tình đẹp là tình bơ vơ. Chờ ông hai đến bao giờ? Bây giờ mày còn hát nổi hả? Tao thấy cái bài này nó đúng thời điểm. Chờ bao lâu cũng được. Chờ em chờ đến bao giờ? Thôi mày ơi. Hả? Mày cứ chọc chọc nó hoài. Tao thấy bài này nó cũng hợp mà. Hợp cái gì mà hợp? Mày phải chờ nó 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng phải chờ. Quan trọng là mày phải kiên nhẫn, phải nhẫn nại lên. Chỉ cần hai người hạnh phúc với nhau là sẽ chứng minh được tất cả thôi. Mày thấy đúng không? Đúng. Mày nói rất đúng. Tao thì tao không có sao. Nhưng mà Mận là con gái, lại bị mang tiếng quan nữa. Tao là con rể nè, mà không được thừa nhận, cũng là con rể quan. Hai đứa quan đàn chi địa, rồi sau này sống sao đấy? Hàng xóm láng giềng dị nghị, chết luôn á. Lần này thảm thiệt rồi. Mận coi như là đã bị dập. Dập cái đầu mày chứ dập. Mận của tao nha. Bây giờ tụi mình phải tìm cách vớt Mận lên nè. Vớt cái đầu mày chứ vớt. Mận của tao mà đòi vớt hả mày? Ý tao muốn nói là phải tìm cách giúp Mận đó. Kiếm cách giúp Mận cho tao đi. Nhưng mà giúp bằng cách nào đây? Mọi chuyện càng ngày càng khó rồi. Đã đi ra ngoài tầm kiểm soát của tụi mình rồi. Giờ sao đây tụi bay ơi? Tao đau khổ quá. Tao yếu đuối. Mận còn yếu đuối hơn tao nữa. Không có làm ăn được cái gì. Thôi đi ông nội, hai đứa bay mà yếu đuối, đứa nào đứa nấy mập như con trâu vậy đó. Mập kệ tao mày. Bây giờ về nè, mày nghe tao nói nè. Bây giờ mày muốn giúp Mận, và mày với Mận muốn được đến với nhau, thì việc đầu tiên mày phải chứng tỏ cho tất cả mọi người và cả Mận biết mày là một người đàn ông thích đực. Gì mày? Đích thật. Để mày còn là người làm chỗ dựa cho Mận sau này. Hiểu không? Tao thấy thằng Hải nói đúng rồi đó. Nhân tiện cơ hội này, mày phải chứng minh cho Mận thấy đó, mày là người đàn ông đích thực. Đúng rồi. Tao phát hiện ra rồi. Phát hiện gì? Đúng. Tao phải mạnh mẽ lên. Đúng. Tao phải mạnh mẽ lên. Đúng vậy. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ thôi chứ không phải là khùng. Mạnh mẽ lên mày. Vậy mạnh mẽ bằng cách nào? Mạnh mẽ bằng cách nào? Đúng rồi.
Tao phải bảo vệ Mận. Để Mận là của tao, không là của ai hết. Mận là của tao. Mình giảm bớt cái mạnh xuống. Cảm ơn tụi bay. Tao mạnh mẽ lên. Chờ em chờ đến bao giờ? Trời ơi, để anh càng thêm dân duy. Tía tha cho em nó đi tía, tội nghiệp nó nha tía. Không tha thứ gì hết. Tao đã nói rồi, từ nay trở đi tao cấm nó bước chân vô nhà này nửa bước. Tía cho con Út nó vô nhà đi, nó đứng ngoài kia cả buổi trời rồi, tội nghiệp nó lắm tía. Đi mà tía, cho em nó vô nhà đi, tội nghiệp vô nhà đi tía. Mẹ Út nó tội nghiệp. Im đi. Tao nói cho hai đứa bay biết, sắp bay đó nha, là hùa nhau ha, để mà gạt tao. Tội của tụi bay á tao chưa tính, đừng có nói là tụi bay đi xin cho con Mận hả. Thiệt là quá lắm mà, không coi cha ra gì hết, đi gạt luôn cha nó mới ghê chứ. Lê, có chuyện gì vậy? Trời, hồi nãy tôi thấy mặt ổng hầm hầm nhìn thấy ghê quá, tôi sợ quá, tôi trốn đây luôn nè. Tía biết hết rồi, biết á là mọi người gạt tía. Dù con Mận có bầu á. Trời ơi, hèn chi á, giận là phải rồi. Trời ơi, bây giờ không biết làm gì để giúp cho con Mận nữa. Thiệt tình á, tôi thấy cũng tội cho con Mận ghê á. Phen này là nó tiêu chắc rồi. Không lẽ giờ bó tay hả? Không còn cách nào hả? Lẽ ra là mọi người á, không nên làm cái cách mà mạo hiểm như vậy. Bà cũng biết tính của tía rồi, ổng sĩ diện dữ lắm. Trời ơi, ổng mà biết á, ai mà làm cái vụ này á, ổng không có tha cho đâu. Thiệt tình, đâu có ai muốn vậy đâu. Chẳng qua là mọi người muốn tác hợp cho Út Mận với Tám Bảnh thôi, có ngờ tác dụng ngược như vậy. Mà tôi nói nghe nha, cái nhà này làm như xui mà có phong long luôn hay sao á. Trời là sao? Ơi, thì chứ còn gì nữa. Gặp chuyện buồn, chuyện xui gì toàn là liên quan tới tình cảm không à, không phải phong long chứ là cái gì. Vậy giờ phải làm sao? Cái đó là nghề của tôi nha, nghề của tôi, yên tâm, tôi chỉ cho. Tự nhiên cái hiện nguyên hình vậy bà nội. Thì lâu lâu cũng cho người ta lộ một tí chứ. Mận ơi, đừng có buồn nữa. Mận buồn cái mặt Mận chè bè xấu lắm. Nha. Thôi mà, nó mượn đó. Tạm thời á, con cứ ở đây với dì cho vui đi. Tía con á, từ từ rồi ông cũng nguôi giận thôi mà. Dạ, con cảm ơn dì. Đúng rồi đó, em qua ở với dì Mai đi vài ngày thôi, rồi tía em thế nào cũng nghĩ lại à. Ông coi vậy, ông nóng vậy á, nhưng mà lúc nào ông cũng nổi tiếng là thương con cái mà. Lúc ông nóng ông nói vậy thôi, đúng không dì Mai? Đúng rồi. Ha, đừng buồn nữa. Bây giờ á, con cứ yên tâm để nó ở đây với dì. Cái chuyện này á, cũng là do dì gây ra mà. Dì nhất định không để cho con Mận chịu khổ đâu con. Dạ, dì Mai lo Mận giùm con nha dì Mai. Dì Mai, Út Mận. Ủa Mảnh Hai. Ủa, tía sao rồi Hai?
Tía còn giận dữ lắm, thậm chí là giận luôn cả chị với Đào nữa. Thôi em đừng có buồn, chờ một thời gian sau tía ngồi ngoài rồi chị nói giúp giùm cho. Nè, chị đem đồ cho em nè, thiếu gì thì nói nha. Giờ chị phải chạy ra cửa hàng, bỏ lâu không có được. Nhớ nha, có gì báo cho chị biết nha. Biết rồi. Con đi như gì? Không có sao đâu con, từ từ tía con cũng nguôi giận hà. Không sao đâu, từ từ ông cũng nguôi ngoai mà. Em đừng có khóc nữa nghe chưa? Đừng không khóc nữa. Khi ông nguôi ngoai cho em rồi mới nguôi ngoai tới anh. Cụ. Lẹ Quang đại đâu đó đi. Quang bây giờ quang chỗ nào cũng được đúng không? Giờ tôi quang đại nha, Đây quang đi. Ui da, trời đất ơi, cái gì vậy? Ai mà chơi kỳ cục vậy? Con người như quang cái bịch chạy đây. Đi chạy. Anh Khanh. Trời ơi, ai quang trúng anh nè? Em phải không? Dạ đây nè, tại ông này kêu em quang nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Cái gì đây? Trời đất ơi, trời ơi đồ đạc gì mà quăng lung tung vậy? Cũng tại ông này nè, kêu em quăng mấy cái này đi rồi hả, xui xẻo nó sẽ mất hết nên là em mới. Trời ơi, rồi em mới quăng lung tung vậy đó hả? Lê ơi là Lê, tôi đâu có biết đâu, tại tôi thấy dân tình nói như vậy, tôi làm thử, ai về đâu anh Lê ở dưới. Trời ơi, Lê ơi là Lê, sao mà em khờ quá vậy? Cái chuyện như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Còn cậu nữa, đàn ông con trai gì mà nghĩ ra mấy cái chuyện tào lao vậy đó. Trời ơi. Mà nhìn kỹ thấy anh cũng đẹp trai quá à. Trời ơi, bụi đem tủi cho. Ê, thôi, cái gì vậy? Nè, cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng, nghe chưa? Cúng sao ăn, làm gì anh vậy? Ủa, mà anh đi đâu giờ? Thì anh tính đi vòng dạo chơi tí thôi nè. Vậy hả? Ê, vậy anh Khanh đi vợ tụi em nghe, được không? Im đi. Làm gì? Vậy thôi anh cứ đi dạo đi ha. Tụi em về trước đây. Đi. Ê. Đi tụi em. Lên. Trời đất. Ghê thiệt. Trời ơi, bày cái chuyện gì thiệt chứ, giải hạn cái kiểu gì mà bậy bạ vậy hả? Thấy chưa, thấy không, tôi thiếu điều tôi muốn xấu hổ với anh Khanh luôn vậy đó. Tôi đâu có biết đâu, trời ơi, ai biết chả, nó trong bụi lùm. Trời ơi, người gì mà có sở thích nó kỳ lạ chứ, nó bụi lùm. Cái gì, nó nói nữa hả? Đã nói rồi, ảnh đi dạo rồi mệt, ảnh ngồi nghỉ thôi. Mà nói nghe nè, cái anh Khanh của bà nhìn gần sao thấy bên lì, đẹp trai ghê luôn á. Thôi ngang. Sao vậy? Đồ cúng nghe bà nội, đụng vô đi rồi thấy cái cảnh cúng xong ăn, tôi tát cho bây giờ. Nói hả? Bớt nói một chút đi cho đầu bớt thẹo. Trời ơi, có một câu nói hoài hả? Nè, mà tôi nói nghe nè, tôi sẽ không bao giờ xen ngang vô tình cảm của mấy người đâu. Xen chắc được à? Tôi muốn là tôi xen vô, tôi thấy bà tội nghiệp tôi không xen á. Trời ơi, nhìn tôi nè, body thì dán chuẩn, biện cái đẹp trai nữa, không mai mê làm sao được. Nói nghe nè. Gì? Đáng khen lắm. Sao? Đáng khen. Đúng, tôi đẹp mà. Nói chuyện vô lý hùng như vậy mà cũng nói được nữa. Vô duyên hả? Mà tôi nói thiệt nha, cái mặt nhìn hiền hiền, đẹp vậy mà sao ghen dữ hồn vậy?
chứ bà nghĩ sao vậy? Không ghen hả? Đặng cho cái thứ như bà vậy đó. Thấy trai của người ta mà cứ tươm tướp vậy đó. Ủa? Tôi thấy trai tôi tươm tướp, không lẽ thấy bà tươm tướp hả? Thì cũng phải giữ nết một chút chứ. Đàn bà con gái gì đâu mà thấy trai là xúc xổ lỗ tháo à. Ê, tôi chỉ có 50% con gái à nha. Nói ra người ta tưởng tượng hả? Mà hả? Tôi nói bà nghe nè, bà yên tâm đi. Mặc dù là anh Khanh của bà rất là đẹp trai, quyến rũ, nhưng mà trái tim của tôi đã dành tặng cho anh Đô La rồi. Tôi không có san sẻ cho ai được đâu. Nên á, bà không có lo là tôi cướp người yêu của bà. Mặc dù tôi muốn là tôi được á, nhưng mà tôi không có cướp đâu. Yên tâm nha bà nào. Được gì cũng mừng. Ông à, ông bỏ qua cho tôi một lần đi. Tôi biết tôi có lỗi rồi mà. Tôi tới đây xin lỗi ông nè. Bỏ qua cho tôi đi nha. Tôi nói ông nghe, chuyện này cũng lỗi tại tôi. Tất cả là tôi chỉ muốn con Mận với thằng Bảnh đến với nhau thôi. Bà cá gan mà làm cái chuyện động trời như vậy. Bà không hỏi ý kiến tôi, bà coi thường tôi quá mà. Tôi biết rồi, nhưng chẳng qua là tại tôi thương tụi nó, cho nên tôi mới bày kế ra như vậy. Mà tôi đâu có dè ra nông nổi như vậy. Mà ông cho con Mận nó về đi, chứ nó con gái ở ngoài tội nghiệp nó lắm. Tôi không có cái thứ con gái bất hiếu dám lừa cha dối mẹ như vậy. Tôi nói với ông rồi mà, lỗi tại tôi. Tại tôi ép tụi nó làm cái chuyện đó. Nhưng mà tôi không ngờ là ông lại giận như vậy. Ông nghe lời tôi đi, ông cho con Mận về nhà đi. Tôi nói cho cô nghe nè, nó biết cái việc làm đó là lừa cha dối mẹ mà nó vẫn làm như vậy, thì bây giờ cô bao che cho nó để làm gì hả? Nè, ông vừa phải thôi nha. Nãy giờ tôi đã xuống nước, tôi năn nỉ, tôi nói với ông vậy, mà ông á là ông già cổ lũ sĩ, bảo thủ, khó ưa, khó chịu. Nè, tôi nói vậy mà ông không nghe hả? Nè, tôi nói mà ông không nghe hả? Để tôi về tôi nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn. Mời. Muốn về nói chuyện với cái đầu gối, xin mời về nhà, dạch đầu gối lên nói chuyện. Ở đây không quẩn. Về dạch cái đầu gối ra nói chuyện. Không nói chuyện với ông già cổ hủ, cổ lũ sĩ như ông. Hê. Thứ đàn bà gì đâu, đẹp thì cũng có một chút xíu nhan sắc, nhưng mà vô duyên. Năn nỉ không được quay qua thà tôi. Chuyện con gái tôi phải để cho tôi tính chứ. Chọt. Thôi bỏ đi. Chạy gì báo. Đi đi, đẻ lên đi. Trời ơi, con hai lợi mà làm chuyện hại không vậy trời. Bác Hai ơi. Chuyện gì? Đứa nào vậy? Bác Hai. Chuyện gì? Mày làm gì mà lăng xăng gì à mắt đẻ? Cái chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà nói con. Cấp bách cỡ nào cũng phải bình tĩnh mà nói. Có chuyện gấp lắm Bác Hai. Cấp bách lắm.
Cấp bách cái gì, ngồi uống miếng nước đã rồi nói tao nghe. Uống ngon rồi bác hai ơi, uống chết đó bác hai. Chuyện gì? Dạ, cái số là như vậy nè. Con đi chơi về, con đi ngang dọc đường, con đi qua bờ sông á. Ừ. Con thấy người nhảy sông tự tử, rồi con mới tìm hiểu ra là ai vậy, ai mà ngu người nhảy sông tự tử vậy? Dạ là con bác hai á. Đứa nào? Dạ là con Mận đó bác hai, không biết là chuyện gì mà nhảy sông tự tử. Bà đồ cha mày, vậy mày vô mày nói bác hai ơi con Mận tự tử, nó nhảy sông mà trời ơi. Sông chỗ nào? Sông chỗ nào? Chỗ dạ, nào? Dạ bác hai theo con để con chỉ cho. Buồn quá vậy mày. Tôi đã nói với bà rồi, bà không chịu bàn. Thôi tôi léo tao hoài để tao báo mày ơi. Buồn quá trời. Khổ ghê vậy đó. Buồn cái gì? Không hiểu tại sao bây giờ người ta không có quý trọng mạng sống của mình, mà tại sao lại tự hủy hoại mạng sống của mình như vậy, đúng không? Đúng. Không biết nữa. Thì con gái ông Hai Lợi đó tự nhiên nhảy sông tự tử, thiệt là tiếc, thiệt là nó dại quá mà. Tao không hiểu sao luôn á. Mấy anh vừa nói cái gì? Ai nhảy sông tự tử? Ủa, gì vậy? Ai nhảy sông tự tử? Thì con Mận đó, con gái ông Hai Lợi nè, nhảy sông tự tử, nằm xe lai ngoài kìa. Con Mận hả? Mà nó có sao không? Tôi nghĩ chắc là nó... Nó làm sao? Không, chống sống nổi đâu. Nằm bất tỉnh luôn rồi. Ủa chứ cái thằng quỷ chỉ điểm nó đâu rồi? Trời đất ơi, là con ơi. Mày nói tiếng vài tiếng mà tiếng đồng ý liền chứ gì? Tao thì miệng cứng lòng mềm. Bây giờ nó ở chỗ nào? Long ơi! Trời ơi, sao bác hai còn đứng đây? Bà nội mày, mày khỏe mày chạy như trâu, tao già rồi. Nhanh lên bác hai. Đây nè bác hai. Trời bác hai ơi, con ơi là con ơi. Có sao không con? Ê, bà anh. Mận ơi, Mận. Mận ơi. Dì Mai ơi, chắc Mận không chết đâu hay gì? Mận. Mày nói tào lao cái gì nữa không à? Nó phước lớn, mạng lớn, nó không có sao đâu. Trời ơi, Mận, Mận. Đi kiếm nó đi. Mận ơi. Trời ơi. Mận ơi, Mận. Mận ơi. Mận ơi. Mận. Mận ơi. Mận ơi. Em sao vậy Mận ơi? Mận à. Dạ dột dữ vậy con ơi. Tỉnh lại đi Mận ơi. Ông vừa lòng vừa dạ ông chưa? Tại ông mà con nhỏ nó ra nông nổi vậy nè. Trời ơi, ông biết ông đuổi nó ra khỏi nhà nó tuyệt vọng biết chừng nào không? Ông thấy tai hại việc làm của ông chưa? Con nhỏ mà có chuyện gì á hả? Tôi không có tha cho ông đâu, cái đồ độc ác. Tôi biết là cái lỗi của tôi rồi. Mận ơi, con tỉnh dậy đi con ơi. Tỉnh dậy đi con Mận ơi. Con tỉnh dậy đi Mận ơi. Đừng làm mình sợ Mận ơi. Con tỉnh dậy cái là cái gì? Tiếng cũng đồng ý với con hết. Con không muốn cái gì Mận ơi. Chia cũng chiều con hết. Con ơi, Mận ơi. Mận tỉnh rồi. Mận tỉnh rồi. Em có sao không em? Có sao không con? Em có sao không? Gì vậy? Em chỉ bị chút rút chút thôi à. Tía, hồi nãy tía nói là nếu con tỉnh lại, con muốn cái gì tía cũng chịu con hết đúng không? Phải rồi. Ông mới nói con Mận chỉ cần nó tỉnh lại là cái gì cũng được hết mà. Đúng không? Gài tôi hả? Đâu có đâu bác ơi. Giờ tía không cho, con nhảy thiệt nè. Đừng có bậy bạ dạy dột vậy. Tía thì miệng cứng lòng mềm, cho tụi bay tìm hiểu nhau đó. Thằng này cũng vậy nè, mày phải bỏ thói hư tật xấu kia đi nghe chưa? Dạ. Nhớ không? Dạ. Dạ con hứa với bác ngay sẽ bỏ hết thói hư tật xấu. Dạ. Dạ con cảm ơn tía. Ừ, là tao hết hồn. Chạy mà tao muốn xử... Đó tới tao. Ông hai. Giỡn chơi thôi mà. Thôi đi về. Mệt ghê, thôi về. Đưa nó về đi. Ừ, về con. Dạ. Tắm thôi mà. Con gái xong nước phải biết bơi chứ. Tao nghi nghi rồi. Chúc mừng em đã được về nhà nha. Lại còn được bác hai cho phép yêu tấm bảnh nữa. Đúng là toàn tin vui không à. Hay là về nhà tấm bảnh làm gà ăn đi mày. Được á. Trời đất ơi. Mừng tình yêu. Mà nói gì thì nói chứ, em cũng cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất là nhiều. Có gì đâu, cách sáu không biết nữa. Lúc đó em chỉ tính nhảy xuống tắm thôi, chứ đâu có nghĩ đến chuyện tự tử gì đâu. Trời ơi, lúc đó cũng hên khúc sông đó là nước rồng á. Nó có mét mốt à, tới lỗ tai à, nước cái mặt nước tới lỗ tai à. Hèn chi nước ọc ra không, ọc ra từ miệng mà ọc từ lỗ tai ọc ra không.
Nè. Gì? Anh vui tính quá. Nhờ vậy á, mà ông già Tiếu Mận tưởng nó tự tử thiệt á mới cho nó về nhà đó. Còn cho hai đứa bay tiếp tục yêu nhau nữa. Đó, em thấy dì Mai bén không? Rồi đi gì. Nói một câu ra là giống như là dì Mai đang thương xót con gái thiệt của mình vậy đó. Ừ, thì lúc đó dì lo cho con Mận quá, dì không kịp suy nghĩ gì hết trơn, dì nói đại. Nói tùm lum hết trơn. Ta nói dì Mai nha. Dì Mai đúng là một dì ghẻ phải nói là tuyệt vời á. Được về làm mẹ của con Mận á là đẹp, đã lắm á. Mày nói bậy không à, hả? Dì Mai làm gì có ghẻ. Tao đâu có ghẻ. Cái thằng ý con nói là mẹ kế á. Cái thằng, tụi mày nói tào lao cái gì đâu không hả? Kỳ mắc quá cỡ. Hả? Mận. Dạ. Dạ con chào. Tiếc cây hả con? Dạ. Ừ. Tiếc con có nhà không con? Dạ Tiếc con đi ăn vỏ bên rồi gì. Vậy hả? Chà, coi bộ á con chăm chút mấy cái cây bông này dữ ha. Dạ tại không biết sao á, Tiếc con thích mấy cái chậu này lắm. Nói với tụi con là hả, phải chăm tụi nó kỹ. Mà công nhận nha, cái cây gì mà lạ thiệt ha, nhiều bông ghê vậy, đẹp quá ha. Dạ. Nè con à. Dạ. Dì á là mới học nấu mấy cái món này ngon lắm á, con đem vô đi, tía con bay á ăn thử coi rồi góp ý cho dì nha không. Dạ vậy con cảm ơn dì nha dì. Chà, mấy cái bông này đẹp dữ ha. Để mình tưới phụ nó coi. Trời đất ơi. Thôi chết rồi. Sao kỳ vậy nè? Sao đang tưới mà héo hết trơn rồi. Chết rồi. Ủa cái gì héo gì vậy? Mấy cái bông nó Vậy sao tự nhiên nó héo hết vậy vậy? Dì cũng không biết nữa. Dì xịt. Dì xịt cái bên này nè. Dì ơi, sao dì lấy thuốc diệt cỏ dì xịt bông của tía con vậy dì? Tao chết rồi. Dì đâu có biết đâu. Dì tưởng là cái chai nào cũng xịt được á, dì đâu có biết đâu. Chết rồi, giờ làm sao? Thôi con đợi dì chút nha. Để dì đi mua thuốc để xịt cho nó tươi lại nha. Con đợi dì nha. Có thuốc đó luôn hả dì? Có, con đợi dì nha. Rồi. Đúng rồi, 13 phải không? Rồi, để tôi kêu người chở tới nghe. Rồi, xong. Ê, alo. Mà. Ừ. Cái gì đó anh Hai Xuân? Mau lên. Sao? Cái gì? Rồi. Tôi có khách, anh đợi chút. Chút tôi gọi lại cho. Đám giỗ hả? Rồi, để tôi nói ông đi được rồi. Cái gì vậy? Chị mau lấy cho tôi thuốc diệt cái gì? Diệt cái gì? Diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ. Đúng rồi. Diệt cỏ là cái gì? Thuốc diệt cỏ, mua thuốc diệt cỏ đúng không? Đúng rồi. Là cái thuốc mà để tưới là để sao? Để cứu cái cây á. Tôi hiểu rồi, cái cây đó bị xịt lộn thuốc diệt cỏ, bây giờ mua để cứu cái cây đúng không? Đúng rồi. Chờ chút đi. Rồi. 30.000. Đây tiền. Rồi. Tiền. Alo. Rồi tôi nói tôi biết rồi, để tôi trở lại liền. Nè, chị ơi. Nè, tôi chưa chị. Nè, nhớ đọc kỹ với hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nghe. Sao? Rồi để tôi nói ông đi mà. Trời, đi mời đám giỗ mà sao hối dữ vậy trời. Rồi ông về tôi bị ông tới liền. Trời ơi, không biết bà này bà biết cách sử dụng không vậy trời. Trời đất ơi, cái gì mà rối hết trơn á trời. Đi đám giỗ mà cũng hối nữa hả? Con ơi, sao rồi vậy? Không có sao rồi. Vì mua được cái thuốc này nè. Cái thuốc này á, người ta nói xịt vô á là nó tươi lại liền hả con? Không có sao đâu ha. Thiệt không vậy dì? Thiệt. Để dì coi rồi dì bỏ vô. Dạ, gì đợi ta một chút. Dạ alo. Dạ rồi. Dạ em ra liền.
Dì ơi, giờ con có khách rồi, dì coi mấy cây này giùm con nha dì. Vậy hả? Để dì coi cho. Dì coi cho. Không sao đâu, không sao đâu mà. Không có sao, có thuốc này rồi không có sao đâu. Nghe, yên tâm đi dạ, con. Vậy thôi con đi nha dì. Dì coi để dì làm cho. Dì biết rồi. Giờ làm sao ta? Cái thuốc này bây giờ lấy cái gì pha vô? Được rồi, mình lấy cái này pha. Bây giờ lấy nước. Rồi bây giờ pha nó vô đây. Tưới vô đây. Rồi cho nó tưới lên coi. Thế nào cũng tươi à. Tưới kiểu này á, làm sao mà không tươi được. Đợi chút đi. Đợi chút thế nào nó cũng tươi à. Đợi chút nữa đi. Đâu có tươi liền vậy ha. Phải chờ chút ha. Ôi trời ơi trời. Trời ơi chết rồi. Chết tôi rồi. Nó chết hết rồi. Giờ sao ta? Không được. Giờ phải thêm thuốc. Thôi khỏi pha luôn. Cho nó vô luôn. Thôi tiêu rồi. Nó chết thiệt luôn rồi. Năm bao đem qua nhà chị hả? Dạ. Đem qua liền hả chị? Dạ. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ. Anh hai. Ba đi đâu? Dạ ông không có ở nhà. Rồi vậy khỏe rồi. Dạ anh hai ngồi chơi uống nước anh hai. Tính qua nói chị cho tôi mấy cái bao để chăm sóc cái cây bông. Ôi cái loại đó hết hàng rồi. Để mai chiều gì có tôi đeo ở nhà anh ha. Dạ vậy cũng được. Bông khỏe không? Dạ cảm ơn anh tôi cũng khỏe. Hôm nay ba Địa có làm khó gì bông cái vụ mà hiểu lầm bữa trước không? Trời ơi bây giờ gặp mặt anh tôi nói thiệt tôi xấu hổ quá anh hai. Tôi xin lỗi anh hai cái vụ đó nghe. Chẳng qua là hiểu lầm thôi à. Trời ơi ông xà tôi giống như ruột để ngoài da vậy đó. Gây vậy chứ quên hả. Mà tôi không biết sao mà bữa đó ông cư xử với anh kỳ cục quá à. Thôi bỏ qua đi. Dạ. Bông cũng biết điều quá trời. Dạ. Bông vừa xin lỗi tôi rồi còn tặng tôi món quà quý. Trời ơi tôi quý nó dữ lắm. Dạ anh chăm sóc nó là tôi vui rồi. Nó nở bông đẹp lắm. Nở bông như bông vậy đó. Trời ơi có gì đâu mà quý. Thôi anh mà thương cái chậu đó là tôi cảm ơn nhiều. Thôi tôi về nha. Dạ khi nào có hàng là tôi đem qua liền. Cảm ơn bông. Dạ. Cái bà tư bông này bà hại mà. Phải đi tìm bà tính sổ mới được. Bà mặn gì đây ạ? Tôi... mặn gì như quán gà? Tôi tưới cây. Tưới cây giùm ông. Thấy cái khô queo tưới cây gì? Tưới chút chơi vậy mà. Bà tưới cái kiểu gì vậy? Tôi... Sao nó héo queo hết trơn rồi? Tôi xin lỗi. Tại cái bà tư bông nó hại tôi đó. Sao không biết sao tôi xịt cái thuốc này vô nó vậy hả? Trời đất ơi mấy cái cây này là mấy cái cây mà tôi quý nhất. Đưa coi. Tưới bằng cái này hả? Đúng rồi. Bà bón phân bà tưới cây bà cũng phải coi chứ đâu phải cái cây nào nó cũng hợp đâu. Bà làm vậy là bà giết tôi rồi. Bà biết tôi quý nó dữ lắm không? Tôi xin lỗi. Mà coi làm sao? Cái này là thuốc cỏ mà.
bông dày đó mà bà phá được là hay thiệt à. Ờ, tôi bông nè, ai nhắc bông có bông nè. Ủa anh hai. Tôi bông. Mới tới hả? Ngồi chơi. Dạ dạ. Trời ơi, tao nói anh vừa về là có hàng tới, cho nên thành thử tôi đem qua cho anh nè. Làm cái gì làm chứ, cô đem hàng qua cho tôi là tôi vui rồi. Dạ. Uống nước đi. Dạ cảm ơn anh. Ờ, cái này loại gì đây? Phân bón cho cỏ đó. Ờ. Cảm ơn cái chậu bông cô tặng tôi nha. Trời ơi, miễn anh chăm sóc nó tươi tốt là tôi vui rồi. Chứ tiền bạc mà nhầm nhò gì. Nói đừng có trả tiền cho tôi nghe, tôi không có nhận đâu nha. Không, cái bông thì tôi nhận. Nhưng mà dạ, cái này cô phải cho tôi trả tiền. Không có bao nhiêu đâu. Trời ơi, miễn anh chăm sóc cái chậu cỏ là tôi vui rồi. Thôi tôi về anh hai. Uống nước cho anh vui nè, thôi tôi về nha. Đừng có nói vấn đề tiền bạc nghe, tôi mang ơn anh không hết á. Nhớ nha. Thôi tôi về nha. Ừ, thôi tôi về. Bông về nghe. Ừ, tôi về. Bông thấy cưng lắm. Trời đất quỷ thần ơi, thì ra là tôi biết rồi. Cô mẹ đó là đem hàng qua cho ông, mà tôi biết là cái hàng gì rồi. Hàng trời gì? Ơi. Hàng gì cái này mà phân mà hàng gì? Cái chậu bông đó đó là của cái con mẹ. Con mẹ này là con mẹ dịch cổ lùng. Trời ơi, bây giờ bao nhiêu công của tôi, ông thấy không? Là bây giờ bao nhiêu công sức của tôi, thức ăn ngon của tôi đem qua, cái gì quý tôi cũng đem qua cho ông. Tôi chăm sóc ông từng ly từng tí mà ông không biết quý. Mà cái con mẹ đó, ông nhìn coi, cái chảo của con mẹ cũng không có đẹp, mà cái chậu cắm có một cái cây thôi mà sao quý dữ vậy. Ủa, cái chậu có cái cây mới quý chứ, cái chậu không quý làm gì. Trời ơi, tức chết đi. Ông thấy nè, đây nè, hoa hướng dương đây nè, rực rỡ như ánh mặt trời đây nè. Mà con mắt của ông sao vậy? Ông không quý không trọng. Ông đi bưng cái bông bụt á, nó tè lé tét lé ra lên bàn thờ. Bông bụt nó không đẹp, nhưng dáng vẻ nó kiêu sa, được không? Tôi, chứ tôi như vậy không kiêu sa hả? Tôi như vậy mới là lỏng lẫy nè. Bà làm gì vậy? Nhưng mà tức một cái là tôi nghĩ lại, tôi đau khổ. Bà làm gì bà đau khổ? Ông bà mình có nói rồi mà, công em bắt tép nuôi cò, cò ăn, cò béo. Béo con mẹ gì? Ăn như xương sẩu nó lòi ra hết trơn, béo nào? Trời ơi, tôi không biết đâu. Ngồi khóc kể nghe, nhảm mất mệt. Bây giờ tôi biết rồi. Ông ăn bao nhiêu đồ ngon, đồ quý của tôi, nó không có qua con cò, mà nó qua cái con vịt cổ lùng kia. Trời ơi, hèn chi nó béo gậy luôn. Bởi vậy ông khoái mà, ông chê tôi. Trời ơi. Bởi tôi nói bà là chuyên môn nha. Có chuyện gì á, bà cũng đổ lên đầu tôi không? Đổ cái gì mà đổ? Tức chết đi được. Mê cái bông bụt ha, đổ qua hướng dương như vậy nè, qua cúc vàng như vậy nè. Thôi đi bà ha. Ơi, vậy mà chê ha, vậy mà không quý hả? Quý cái chậu bông hả? Nè, tôi nói cho ông biết, từ nay về sau có món gì ngon, chim cò gì á, miễn khỏi ăn tôi cho cúng chết hết. Mà ông nói cho con vịt cổ lùn nó biết nha, nó mà đừng có đi lãng quạng qua trước nhà tôi, tôi lấy cái nạn dây thun á, tôi bắn chết nó luôn á. Tôi làm gì sai? Bà đem phân qua thôi mà. Phân có gì kinh khủng vậy? Mà chúng nó ghen nhau. Nhưng mà Tư ơi, em đem phân qua muộn rồi, đâu còn cái gì nữa để mà ăn phân. Nó chết mẹ nó hết rồi.
Cảm ơn anh nha. Dạ không có gì. Cảm ơn. Đi em. Mát mẻ dễ chịu thiệt. Trời ơi, tao thấy nóng gần chết luôn. Mát gì mà mát không biết nữa. Nhỏ này, ở dưới quê thì mát vậy thôi, chứ mày còn muốn mát theo kiểu gì nữa. Mày á, sao hay cãi quá à? Tối ngày cãi tao không à? Thì nóng tao đã nóng thôi. Nhỏ này, mày lạ ghê nghe. Đã, bây giờ mới mát nè. Ê! Đó, giờ tao cũng thấy mát quá, mát quá, mát quá. Ước gì giờ có mấy cơn gió nữa cho mày đứng đó mày che. Kệ tao. Ủa, mà khi không đang yên đang lành, mày lôi tao xuống cái xứ khỉ ho cò gái này. Nóng, nóng nực, nắng nồi gần chết tao luôn. Tao nói với mày rồi mà, tao xuống đây là thăm ông bác của tao. Mà sao mày cứ hỏi hoài vậy? Ông bác gì mà ở xa dữ vậy? Nhỏ này. Nè, cầm. Gì vậy? Giờ đi về Sài Gòn đi. Giờ mày về Sài Gòn còn kịp đó. Không thì để tao đi một mình. Mày làm gì dữ vậy? Tao chỉ nói vậy thôi mà. Chứ tao đi với mày tới đây rồi, tự ai nhiên giờ bắt tao về. Ai biểu lèm bèm thôi hoài mà, hả? Tao đi với mày mà. Giờ đi đúng không? Ừ. Tối ngày mày bỏ cái tật nói nhiều đi nha.